Quý vị và các bạn thân mến, tại Diễn đàn Quốc tế về Tương lai Châu Á vừa qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã không hề ngần ngại khi đưa ra lời phát biểu rằng nếu tôi không dựa vào Trung Quốc thì tôi sẽ dựa vào ai? Câu nói này cũng là lời khẳng định cho chính sách ngoại giao nghiêng về phía Trung Quốc của Campuchia. Đồng thời, nó cũng thể hiện rằng Campuchia đã và đang lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Vậy chính sách ngoại giao này của Campuchia đã và sẽ vướng phải những hệ lụy tang thương gì? Nó mang đến những bài học cảnh tỉnh nào cho các nước láng giềng của Campuchia tại Đông Nam Á? Và hiện, Campuchia đang khốn đốn trước sự thao khống của Bắc Kinh ra sao? Vực thẳm khôn cùng nào tiếp theo đang chờ đợi họ? Và liệu có một giải pháp thoát hiểm nào không? Ngay sau đây, xin kính mời quý khán thính giả hãy cùng Lê Minh và Tri Thức Mới luận đàm và làm sáng tỏ về chủ đề này nhé! Ngoại giao thời Sihanouk, bài học lịch sử tang thương khi kết thân cùng Trung Quốc. Những bài học lịch sử cũng đã minh chứng rằng việc quá phụ thuộc vào Trung Quốc đã đem đến cho Campuchia rất nhiều bi kịch. Thậm chí suýt chút nữa, cả thể chế và quốc gia của họ đã bị diệt chủng bởi nạn Khmer Đỏ. Vậy những bài học lịch sử đầy cay đắng đó là gì? Vào tháng 5 năm 1965, sau khi Mỹ đưa quân vào Đông Dương bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa, Thái tử Sihanouk của Campuchia đã chấm dứt quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, thay đổi chính sách trung lập trong quan hệ đối ngoại để kết thân với chính quyền Bắc Kinh. Ông này cũng nhiều lần lên tiếng rằng chiến thắng của phe Cộng sản ở Đông Nam Á là không thể tránh khỏi, đồng thời cho rằng chủ nghĩa Mao đáng để mọi người thi đua. Sihanouk đã hành động cứng rắn để đáp trả lại một bài báo của một nhà báo Mỹ cáo buộc mẹ ông là Vương hậu Shishowat Kosamak từng ủng hộ một cuộc không kích của máy bay Mỹ vào một ngôi làng tại Kampong Cham, khiến một số người dân thiệt mạng. Sự kiện này chính là điểm mấu chốt cuối cùng đẩy quan hệ Campuchia-Hoa Kỳ đến chỗ rạn nứt. Sau đó, Sihanouk quyết định liên kết chặt chẽ với Trung Quốc. Sự lựa chọn này ngay lập tức đã gây ra những chia rẽ giữa các lực lượng vũ trang thân cận với tướng Lon Nol và giới tinh hoa thương mại, bởi cả hai đều đang kiếm ăn nhờ những lợi ích kinh tế với Mỹ. Việc ngừng quan hệ với Mỹ đã đẩy nền kinh tế phụ thuộc vào viện trợ của Campuchia rơi vào tình trạng khó khăn. Đồng thời, việc nước này học theo Trung Quốc quốc hữu hóa ngành ngân hàng và thương mại đã tạo cơ hội cho các quan chức tham nhũng hưởng lợi từ việc bán gạo bất hợp pháp, gây biết bao thiệt hại cho người dân, vốn là những người đang phải gánh chịu gánh nặng khó khăn về kinh tế. Sự lựa chọn của Sihanouk cũng đẩy Campuchia vào tình thế cô lập về ngoại giao. Khi Campuchia quyết định cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Mỹ và phương Tây để ngả về phía Bắc Kinh, thì cũng là lúc đại cách mạng văn hóa càn quét khắp đại lục Trung Quốc. Lực lượng Hồng vệ binh có xu hướng xuất khẩu cách mạng văn hóa ra nước ngoài. Điều này khiến Sihanouk ngày càng nghi ngờ rằng Trung Quốc cũng có kế hoạch bí mật thực hiện chúng tại Campuchia. Đại cách mạng văn hóa là tham vọng của chính quyền Bắc Kinh nhằm xóa bỏ một cách có hệ thống nền văn hóa truyền thống dân tộc, thiết lập quyền kiểm soát về tư tưởng đối với người dân. Sự kiện này đã để lại hậu quả thảm khốc và cho đến ngày nay đã tạo ra một khoảng trống lớn trong xã hội Trung Quốc. Mối lo ngại này cuối cùng cũng xảy ra khi Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai công khai yêu cầu Campuchia cho phép cộng đồng người gốc Hoa cam kết trung thành với chủ nghĩa cộng sản của Mao. Một động thái khiến Sihanouk vô cùng lo lắng, khi mà ông ta luôn kỳ vọng Trung Quốc sẽ đứng sau lưng ông ta mà không cố gắng áp đặt Campuchia đi theo tư tưởng của người Trung Quốc. Sự cực đoan hóa ngày càng tăng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đã nhanh chóng khiến Sihanouk hối hận. Ông như bị dồn vào chân tường. Người Mỹ đã xa lánh ông, trong khi Trung Quốc thì muốn lật đổ ông. Sihanouk lo sợ Trung Quốc sẽ áp đặt cách mạng văn hóa sang Campuchia để loại bỏ chế độ hoàng quyền. Và điều này đã thực sự xảy ra khi vào năm 1968, các tướng lĩnh Trung Quốc đồng loạt đi thăm các vùng giải phóng của Khmer Đỏ, cam kết chống lưng cho Khmer Đỏ tiến hành cách mạng văn hóa. Cuối cùng, Sihanouk cũng nhận ra sai lầm. Ông ta xin thiết lập lại quan hệ ngoại giao với Mỹ, nhưng mà đã quá muộn. Người Mỹ không còn tin tưởng Sihanouk nữa. Cũng khi này, tướng Lon Nol thân Mỹ tiến hành đảo chính quân sự. Sihanouk phải sống lưu vong tại nước ngoài. Ngoại giao dưới thời Khmer Đỏ, một trường mưa máu gió tanh, quốc gia loạn lạc, dân lành khóc than. Nước Cộng hòa Khmer được chính thức tuyên bố thành lập vào tháng 10 năm 1970. Lon Nol trở thành vị tổng thống đầu tiên và duy nhất của Campuchia
với số phiếu áp đảo tuyệt đối. Dù cũng có không ít người tỏ vẻ nghi ngờ có sự gian lận bầu cử và do phía Mỹ chống lưng. Tuy vậy, London lên nắm quyền lại hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ và có nguy cơ sụp đổ nếu không nhận được những hỗ trợ cần thiết. Đến đầu năm 1975, chính phủ nước Cộng hòa Khmer rơi vào thế suy yếu cùng cực khi quân đội chỉ còn kiểm soát được một vài thành phố lớn, trong đó có thủ đô Phnom Penh. Khốn đốn bởi các cuộc tấn công dữ dội từ Khmer Đỏ, cùng việc Mỹ cắt đứt viện trợ, đã đẩy chế độ London rơi vào tình trạng hỗn loạn và sụp đổ nhanh chóng. Khmer Đỏ đã lên nắm quyền. Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông, đã nhận biết được cơ hội để mở rộng ảnh hưởng của mình trong khu vực Đông Nam Á thông qua việc ủng hộ Khmer Đỏ. Bắc Kinh đã cung cấp hỗ trợ về quân sự, tài chính và chính trị cho Pol Pot, từ đó giúp Khmer Đỏ duy trì quyền lực của mình và thực hiện những chính sách tàn bạo nhất trong lịch sử Campuchia. Khmer Đỏ đã tiến hành một cuộc cách mạng văn hóa phiên bản Campuchia tàn bạo, xóa sổ mọi biểu hiện của văn hóa truyền thống và xã hội. Chúng tàn sát hàng triệu người trong những cuộc diệt chủng hàng loạt, tra tấn và nô dịch dân chúng trong các trại lao động. Được sự khích lệ của Bắc Kinh, Khmer Đỏ dưới sự dẫn dắt của Pol Pot đã thực hiện một bước đi sai lầm nghiêm trọng trong chính sách ngoại giao, đó là nghiêng hẳn về phía Trung Quốc, liên kết với Trung Quốc chống lại láng giềng Việt Nam, một quốc gia vừa mới thống nhất và sở hữu năng lực quân sự đáng gờm. Bắc Kinh đã cung cấp cho chế độ Pol Pot tàn nhẫn này rất nhiều vũ khí, giúp Khmer Đỏ thành lập hàng chục sư đoàn mạnh và xúi dục họ tấn công Việt Nam nhằm phục vụ những mưu đồ riêng của mình. Kết quả là Khmer Đỏ trở thành tốt thí và bị Việt Nam đánh bại. Chế độ của Pol Pot cũng bị tiêu diệt. Có hai bài học mà chúng ta có thể học được từ quá trình lịch sử ngắn ngủi này. Thứ nhất là với tư cách một quốc gia nhỏ, Campuchia không bao giờ được phụ thuộc vào một cường quốc duy nhất. Bởi vì làm như vậy sẽ khiến nước này có nguy cơ bị lệ thuộc, mất đi sự độc lập, tự tôn của dân tộc. Thứ hai, không có tình bạn vĩnh viễn, chỉ có lợi ích nhất thời trong quan hệ quốc tế. Điều này có thể nhìn thấy thông qua việc Campuchia quan hệ với Trung Quốc. Trước tham vọng của mình, họ đã không ngần ngại đổi bạn cũ lấy bạn mới, đứng sang một bên để Sihanouk bị Khmer Đỏ quản thúc. Như vậy thì không có lý do gì để tin rằng họ sẽ không làm điều tương tự trong tương lai. Lịch sử đau thương phải chăng đang lặp lại? Mặc dù ngày nay quá trình kết thân với Trung Quốc vẫn đang thuận lợi, mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Campuchia, nhưng thế gian này không có bữa ăn nào là miễn phí. Xu hướng này liệu có khả năng kéo dài vĩnh viễn mà không khiến Campuchia bị thao túng bởi Bắc Kinh hay không? Thực tế, những bóng mây u ám đã bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là những mâu thuẫn nội bộ khi làn sóng người nhập cư từ Trung Quốc tràn vào nước này đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại một số tỉnh như là Sihanoukville. Sự việc này đã thúc đẩy các hoạt động tội phạm như giết người, bắt cóc, mại dâm tại Campuchia tăng mạnh, khiến du khách trong và ngoài nước đang ngày càng xa lánh những nơi có người Trung Quốc sinh sống. Trong khi đó, dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc đang làm trầm trọng thêm tình trạng tham nhũng trong giới chức địa phương. Rất nhiều công dân Trung Quốc bằng cách nào đó có được ô tô, có biển số của cảnh sát và quân đội Campuchia, rồi họ sử dụng chúng cho mục đích cá nhân. Tham nhũng cũng đặc biệt tràn lan trong ngành xây dựng. Các công trình do các nhà thầu Trung Quốc làm chủ không được giám sát chặt chẽ đã tạo ra môi trường làm việc nguy hiểm cho người lao động. Điều này đã được minh chứng trong vụ sập tòa nhà 7 tầng khiến 28 người thiệt mạng, 26 người bị thương tại thành phố Sihanoukville vào năm 2019. Việc sử dụng tràn lan tiếng Trung trên các biển quảng cáo mà không kèm theo tiếng Khmer tại các cửa hàng Trung Quốc cũng khiến nhiều nơi tại Campuchia có vẻ như đã bị Trung Quốc hóa, trong khi rất nhiều người Trung Quốc đến sinh sống tại Campuchia lại tự cho mình là thượng đẳng và họ tỏ ra khinh bỉ người bản địa. Để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình, Trung Quốc cũng đã tổ chức một chiến dịch gián điệp mạng thông qua một nhóm tin tặc có liên hệ với nhà nước, chuyên nhằm vào các chính trị gia địa phương, nhà ngoại giao, nhà hoạt động nhân quyền và các tổ chức công để cố gắng can thiệp vào các cuộc tổng tuyển cử của Campuchia. Những sự lạm dụng lòng tin nghiêm trọng này đã tiếp thêm động lực cho tình trạng chống Trung Quốc ngày càng gia tăng trong cộng đồng người Campuchia trên khắp đất nước. Tuy vậy, phía chính phủ Campuchia vẫn ngày càng phụ thuộc hơn vào Trung Quốc, cụ thể như sau. Về mặt kinh tế, Phnom Penh hiện đang là một trong những con nợ lớn nhất của Bắc Kinh. Khoản nợ này chiếm đến 35% tổng GDP của Campuchia và khiến nước này đang đứng trên bờ vực rơi vào chính sách ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc.
ngoại giao bẫy nợ, nghĩa là Trung Quốc có thể sử dụng các món nợ như một công cụ địa kinh tế để buộc những con nợ không có khả năng thanh toán phải nhượng lại các cơ sở hạ tầng chiến lược cho họ. Chẳng hạn, Lào đã phải nhượng quyền kiểm soát phần lớn hệ thống lưới điện quốc gia cho Trung Quốc. Sri Lanka cũng buộc phải ký hợp đồng cho Trung Quốc thuê cảng Hambantota, một vị trí chiến lược quan trọng ở Ấn Độ Dương, cùng với hơn 6.000 hectare đất xung quanh cảng biển này trong vòng 99 năm. Còn Pakistan đã trao cho Trung Quốc độc quyền quản lý, miễn thuế điều hành cảng Wadah trong vòng 40 năm. Và theo các nguồn tin đáng tin cậy, Bắc Kinh dường như đã đạt được thỏa thuận để quân đội của họ có quyền tiếp cận căn cứ hải quân Rim của Campuchia ở Vịnh Thái Lan trong 30 năm. Sau thời gian này, thỏa thuận sẽ được gia hạn cứ mỗi 10 năm sau đó. Năm 2012, ASEAN dưới sự chủ trì của Campuchia đã lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm thành lập. Cộng đồng này không thể đưa ra một thông cáo chung. Điều này gây bất lợi cho các thành viên ASEAN đối với cả bên đang tranh chấp và bên không tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Đồng thời, nó cũng làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín ngoại giao của Campuchia trên trường quốc tế, khi mà các quốc gia ASEAN gắn cho Campuchia một biệt danh là quốc gia chư hầu của Trung Quốc. Những hành động này cũng đưa Campuchia vào vị trí đối nghịch với các quốc gia láng giềng, đặc biệt là Thái Lan và Việt Nam. Nếu có một bài học lịch sử mà các nhà hoạch định chính sách đối ngoại của Campuchia nên ghi nhớ, thì đó là việc họ đã phụ thuộc quá nhiều vào một cường quốc duy nhất, đặc biệt là với Trung Quốc. Vì điều này đã và sẽ đem đến những hậu họa khôn lường đối với những quốc gia nhỏ và yếu giống như Campuchia. Có mấy câu thơ làm chứng như sau: Ai ơi, chọn bạn mà chơi, kết thân kẻ xấu, dở hơi cũng nhiều. Lợi danh nào được bao nhiêu, đến khi vướng bẫy như diều đứt dây, đâu cần ăn ớt mới cay. Tuy vậy, Campuchia không phải là không thể đảo ngược tình thế. Ngày nay, trong thế giới hậu chiến tranh lạnh, các quốc gia nhỏ có nhiều công cụ ngoại giao hơn để cân bằng trước các nước lớn. Campuchia vẫn còn cơ hội để thực hiện một chính sách ngoại giao cân bằng hơn giữa Trung Quốc với Mỹ và các quốc gia láng giềng. Điều này vẫn chưa phải là quá muộn. Vấn đề là ở chỗ chính quyền Campuchia hiện tại có sẵn sàng làm điều đó hay là không. Không thể phủ nhận là một quốc gia nhỏ yếu thì dễ bị tổn thương trước những thay đổi của địa chính trị. Với bối cảnh cạnh tranh chiến lược tiềm ẩn rủi ro cao tại chính trường châu Á như hiện nay, Campuchia nên học lại bài học chết người về sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc trong những năm 1960 dưới thời Sihanouk và năm 1975 dưới thời Khmer Đỏ. Quý khán thính giả thân mến, liệu lịch sử tang thương có đang lặp lại với Campuchia khi họ lần thứ 3 kết thân với Trung Quốc? Campuchia cần phải làm gì để tránh dẫm vào vết xe đổ thêm một lần nữa? Mong quý vị hãy vui lòng để lại vài dòng bình luận phía bên dưới video và đừng quên bấm theo dõi kênh YouTube của Tri Thức Mới để cập nhật những thông tin thú vị và bổ ích nhất từ chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, các chuyên gia phân tích hàng đầu thế giới thường có chung một nhận định rằng tiền của Trung Quốc đi tới đâu, chính phủ quốc gia đó sẽ bị tham nhũng hóa, người lao động của Trung Quốc sẽ tràn vào quốc gia đó như một chiến thuật di dân, đồng hóa có chủ đích. Đáng sợ hơn, các dự án do phía Trung Quốc cho vay để đầu tư sẽ dở dang kéo dài và kéo dài mãi đến mức nó trở thành khoản nợ khổng lồ cho nước khác, một kiểu cho vay nặng lãi trá hình. Nhắc đến hiện thực kinh hoàng về lối bẫy nợ này của Bắc Kinh khiến cho người ta không khỏi liên tưởng tới một câu tục ngữ dân gian Việt tuy nghe có vẻ thô mộc mà thấm thía, đó là tậu voi chung với Đức Ông, vừa phải đánh công vừa phải hót phân. Thơ rằng: dính vào bẫy nợ trầm luân, quốc gia khủng hoảng, muôn dân than phiền. Câu chuyện vỡ nợ chính phủ của nước bạn Lào kể từ khi bắt tay hợp tác song phương với láng giềng Trung Quốc đã và đang mô tả hết sức sinh động cho những nhận định này. Ngay sau đây, mong quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình. Hãy hào phóng bấm like để duy trì tương tác và đồng hành với Lê Minh để cùng làm sáng tỏ về chủ đề này quý vị nhé. Thực tế đã cho thấy, dù chưa khủng hoảng như Sri Lanka, nhưng tại rất nhiều nơi và nhiều thời điểm, người dân Lào đã bắt đầu khó khăn trong tiếp cận nhiên liệu, lạm phát tăng vọt, tăng trưởng đình trệ, đặc biệt là kể từ khi nước này ký kết nhiều dự án đầu tư và hợp tác song phương với nước láng giềng quen thuộc, đó là Trung Quốc. Tình trạng thiếu nhiên liệu đã buộc các trạm xăng dầu ở thủ đô Viên Chăn phải treo thông báo hết hàng. Nhiều tài xế phải vất vả di chuyển qua nhiều trạm xăng khác nhau, chỉ với hy vọng là có thể đổ đầy bình phương tiện. Các doanh nghiệp và đơn vị nhập khẩu nhiên liệu ở Lào đang phải vật lộn với việc chuẩn bị đủ ngoại tệ để mua xăng dầu từ nước ngoài. Theo tình hình hiện tại, Lào phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu.
một số doanh nghiệp và đơn vị nhập khẩu nhiên liệu ở Lào đã phải tạm ngừng hoạt động do không có lãi trong bối cảnh giá nhiên liệu nhập khẩu bị ảnh hưởng lớn do tỷ giá đồng kíp Lào trên USD bất lợi. Lạm phát hiện tại cũng là vấn đề đáng lo ngại ở Lào, khi mà tỷ lệ lạm phát của nước này đã tăng vọt lên đến 23,6%, đã từ cách này hơn một năm và dường như nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tất cả các số liệu và thực trạng khan hiếm năng lượng như trên đang báo hiệu một cuộc khủng hoảng lớn hơn với Lào, khủng hoảng vỡ nợ quốc gia, một con đường tương tự như Sri Lanka, một kết quả không tránh khỏi khi rước sói vào nhà. Viễn cảnh rực rỡ mà Bắc Kinh vẽ ra cho Lào ma ảo ra sao? Khi Lào và Trung Quốc đánh dấu kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, các quan chức cấp cao và doanh nghiệp lớn của cả hai nước đã cam kết xây dựng một cộng đồng Lào chung với một tương lai chung. Theo tờ Asian China Center cho biết, ông Sonesay Sifandon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, cho biết hai nước đã hình thành quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện và Lào đang nỗ lực thu hút đầu tư để biến đất nước không giáp biển thành một quốc gia gắn liền với đất liền. Còn ông Khamphen Saisomphen, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào thì cho biết dự án đường sắt Trung Quốc-Lào là một ví dụ điển hình về hợp tác song phương sẽ tăng cường kết nối giữa Lào và các nước trong khu vực. Tuy nhiên, thực tế đã không diễn ra như vậy bởi cái bẫy nợ khổng lồ mang thương hiệu Trung Quốc dường như đã và đang hiện rõ nguyên hình. Kẻ cho vay nặng lãi Bắc Kinh và câu chuyện buồn của nước bạn Lào. Được thiết kế như một tuyến đường sắt tốc độ cao, trong đó có 414 km đường sắt cao tốc nối thủ đô Viêng Chăn và khu vực Bô Ten ở phía Bắc Lào với Trung Quốc. Các dự án khác bao gồm đoạn Viên Chăng Vang Viêng của đường cao tốc Lào-Trung, dự án đường sắt Lào-Trung hàng đầu trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc, cùng dự án đặc khu kinh tế Bô Ten và khu phát triển Viêng Chăn, Xây Xây Tha, vân vân và vân vân. Chính phủ Lào khi ấy kỳ vọng rằng các dự án đầu tư được gọi bằng cái tên mỹ miều là đầu tư hợp tác song phương này có thể cung cấp cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào một liên kết đất liền với các chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực, có thể làm cho đất nước phát triển hơn, hấp dẫn các nhà đầu tư, tạo việc làm mới và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, thực tế vẫn không phải như những gì mà phía Lào mong đợi. Bởi lẽ, một thực tế phũ phàng và đau lòng là khi mà các nguồn tin của Lào cho biết đầu tư của Trung Quốc vào Lào đã tăng từ năm 1989 lên 16 tỷ đô, nhưng số tiền này ít mang lại lợi ích cho các công dân bình thường, trong khi nhiều tác động tiêu cực từ các dự án phát triển của Trung Quốc lại không được thống kê một cách chính xác. Theo như ông Sonesay Sifandon, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đã phát biểu trong một cuộc họp với các nhà đầu tư Trung Quốc rằng đầu tư của Trung Quốc chiếm vị trí hàng đầu tại Lào với hơn 800 dự án quy mô nhỏ, vừa và lớn với tổng giá trị là 16 tỷ đô. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh danh sách các hạng mục đầu tư hợp tác với Trung Quốc càng lớn thì những nỗi buồn của đất nước và người dân Lào lại càng nhiều. Và dưới đây là một vài câu chuyện đáng buồn nhất. Người dân Lào chẳng được hưởng lợi ích gì từ những khoản đầu tư của Trung Quốc. Tổng đầu tư nước ngoài được thêm vào tính toán GDP của đất nước là 19 tỷ đô la vào năm 2020. Nhưng các dự án lớn như đập thủy điện và các dự án cơ sở hạ tầng khác không phân phối lợi ích của chúng một cách đồng đều cho người dân địa phương. Một nhà nghiên cứu Lào đã nói với RFA với điều kiện ẩn danh vì lý do an toàn: thật khó tưởng tượng nổi số liệu mà chúng ta nói chỉ đề cập về giá trị của các khoản đầu tư, chứ không hề đề cập đến lợi ích thực sự mà người dân nhận được, ông này nói. Ví dụ một tuyến đường sắt cao tốc Lào-Trung đang được xây dựng ở Lào với chi phí dự kiến 6 tỷ đô đã mang lại lợi ích nhiều người Trung Quốc hơn là cho công dân Lào. Ông nói phần lớn lao động được nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi lao động phổ thông của Lào được tuyển dụng với mức lương rẻ mạt, thấp hơn nhiều. Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc các đồn điền chuối do Trung Quốc đầu tư ở Bắc Lào lạm dụng thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu đã gây hại đến môi trường và sức khỏe của người dân sống ở các khu vực xung quanh. Đây không phải là sự phát triển bền vững, bởi vì các cộng đồng bị ảnh hưởng không được phép tham gia vào việc quản lý các trang trại. Về lý thuyết, đây là những thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, nhưng trên thực tế thì mọi thứ hoàn toàn khác. Các dự án thủy điện và khai thác mỏ của Trung Quốc tại Lào, đường sắt Lào-Trung và một dự án đường cao tốc ở thủ đô Viêng Chăn của Lào cũng đã khiến hàng nghìn gia đình phải di rời. Trong đó nhiều người đã mất trang trại, mất thu nhập và đảo lộn phương cách sống trong quá trình này. Một nhà nghiên cứu cho biết,
Đây là những tác động rất lớn và sẽ mất một thời gian rất dài để mọi thứ trở lại trạng thái bình thường. Khi tôi đi du lịch miền Bắc, tôi nhìn thấy những vườn chuối bị bỏ hoang. Ông chủ Trung Quốc đã quay trở lại Trung Quốc và những công nhân Lào vẫn chưa được trả lương. Một cố vấn pháp lý của Lào đề nghị giấu tên cho biết công nhân Lào làm trong các dự án của Trung Quốc được trả lương thấp hơn, trong khi các doanh nhân Trung Quốc thì mua khách sạn, nhà nghỉ và nhà hàng ở những nơi mà tuyến đường sắt Lào-Trung chạy qua. Cố vấn pháp lý cho biết có một khoảng cách rất lớn giữa giá trị các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Lào và những tác động tiêu cực mà họ tạo ra. Sẽ không có ý nghĩa gì nếu chỉ nói với mọi người giá trị cao của các khoản đầu tư của Trung Quốc. Một doanh nhân Lào cũng đã đồng ý và đã nhận định như vậy, rằng tác động của các dự án đầu tư của Trung Quốc là môi trường bị hủy hoại và người dân mất đi cách kiếm sống, và không ai báo cáo chi phí ước tính của việc này. Các quan chức cấp cao của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào không phản hồi gì trước những thắc mắc của người dân. Tuy nhiên, một quan chức cấp bộ cho biết Lào và Trung Quốc, những quốc gia có hệ thống chính trị tương tự nhau, đang nỗ lực tăng cường nền kinh tế của Lào bằng cách xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh, một cụm từ được dùng trong bài phát biểu năm 2017 của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Mất tự chủ về nợ và điện năng, Lào đã giao vận mệnh của mình cho Bắc Kinh. Trong những năm gần đây, đã chứng kiến nhiều lo ngại về quy mô ảnh hưởng của Trung Quốc đang mở rộng ở Lào. Gần một nửa tổng số nợ công của Lào hiện do Trung Quốc nắm giữ. Công ty nhà nước Trung Quốc China Southern Power Grid hiện nắm giữ cổ phần kiểm soát trong lưới điện quốc gia của Lào. Và kể từ tháng 12 năm 2021, tuyến đường sắt cao tốc Lào-Trung gây nhiều tranh cãi đã bắt đầu hoạt động. Như vậy, nếu nói Trung Quốc kiểm soát cả nước Lào thì dường như cũng không quá lời. Ai là chủ nợ, người đó chính là kẻ có quyền kiểm soát và can thiệp trên nhiều phương diện. Chưa kể là Trung Quốc còn sở hữu toàn bộ điện lưới quốc gia của Lào, nguồn năng lượng không thể thiếu của bất kỳ một quốc gia và nền kinh tế nào. Với việc khiến cho Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất, nắm quyền kiểm soát nguồn năng lượng cơ bản nhất của mình, chính phủ và người dân Lào đã giao vận mệnh của họ cho Trung Quốc mất rồi. Lào rơi vào khủng hoảng nợ do sập bẫy Trung Quốc. Lào sẽ giống Sri Lanka cho việc tham gia sáng kiến một vành đai một con đường. Đáng sợ hơn nữa là Trung Quốc mới đầu chỉ là một đối tác không quá quan trọng đối với Lào, nhưng không phải là đối tác duy nhất của Lào. Dần dần trong suốt thời gian hợp tác, Trung Quốc dần vượt mặt các đối tác khác về các khoản viện trợ, đầu tư và thu mua hàng xuất khẩu từ Lào. Dưới đây là một vài minh chứng. Bắt đầu bằng tài trợ viện trợ song phương, Nhật Bản từ lâu đã là nhà tài trợ viện trợ song phương lớn nhất của Lào. Nhật Bản cũng là một quốc gia tài trợ có uy tín lớn, đã cung cấp các dự án đạt tiêu chuẩn cao trên nhiều lĩnh vực. Nhà tài trợ viện trợ song phương lớn thứ hai của Lào là Hàn Quốc, với viện trợ của Hàn Quốc đã tăng lên đáng kể trong thập niên qua. Với tư cách là thành viên của Ủy ban Hỗ trợ Phát triển OECD, Seoul tuân thủ các tiêu chuẩn cho vay giống như các nhà tài trợ OECD khác. Ví dụ như minh bạch tài trợ, tránh viện trợ ràng buộc và tách viện trợ phát triển chính thức ODA ra khỏi hạng mục trực tiếp do nước ngoài đầu tư FDI và các dòng chính thức khác OOF. Một điểm khác biệt giữa viện trợ của Hàn Quốc và của nhiều nhà tài trợ OECD khác là hỗ trợ tài chính cho các sáng kiến phát triển đô thị như làm đẹp công viên Chao Anu Vong ven sông Mekong của Viêng Chăn. Trong khi với nhà đầu tư Trung Quốc thì sao? Rất thiếu rõ ràng và minh bạch trong số liệu liên quan đến hệ thống cho vay và báo cáo của Trung Quốc. Rất khó để đưa ra những so sánh chính xác về tài trợ phát triển của Trung Quốc với các nhà tài trợ khác. Tuy nhiên, càng đáng quan ngại là Trung Quốc hiện đã sánh ngang hoặc vượt Nhật Bản về nguồn hỗ trợ tài chính phát triển cho Lào. Là một quốc gia không có biển, các quốc gia láng giềng là đối tác quan trọng của FDI vào Lào, đầu tư vào nhiều lĩnh vực bao gồm thủy điện, kinh doanh nông nghiệp, khai thác mỏ, xây dựng cơ sở hạ tầng và môi trường xây dựng mới. Cho đến nay, Trung Quốc là nhà cung cấp FDI lớn nhất cho Lào. Trong 20 năm qua, nó đã rót hơn 10 tỷ đô la đầu tư vào đất nước này. Trong cùng khoảng thời gian 20 năm, các nhà cung cấp FDI lớn thứ hai và thứ ba của Lào là Thái Lan và Việt Nam đã đầu tư lần lượt 4,7 tỷ đô và 3,9 tỷ đô. Trong khi Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ cung cấp những khoản tương ứng lần lượt là 751 triệu đô và 180 triệu đô. Trong nhiều năm, các chuyên gia đã cảnh báo về các vấn đề cấu trúc. Lào chưa bao giờ thực sự mở cửa với thế giới từ cuối những năm 1980. Việc mở rộng thương mại với phương Tây hoặc thậm chí với những người khổng lồ châu Á như là Nhật Bản và Hàn Quốc là rất ít. Lào chủ yếu bán khoáng sản, lương thực, thủy điện và hầu như chỉ buôn bán với các nước láng giềng như là Thái Lan,
Trung Quốc hay là Việt Nam. Trong khi tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Lào giảm từ 8% năm 2013 xuống còn 6,3% năm 2018, thì nó đã giảm mạnh xuống 4,7% vào năm 2019, một dấu hiệu cho thấy mọi thứ đã đi sai hướng từ trước khi mà Covid-19 xuất hiện. Thay vì xây dựng một cơ sở sản xuất bền vững, chính phủ Lào đã tập trung vào các dự án chi phí cao và vay nợ. Hàng trăm đập thủy điện đang hoạt động hoặc đang được xây dựng. Đáng chú ý nhất, chính phủ này đã đánh cược 6 tỷ đô la Mỹ vào tuyến đường sắt nối liền từ Viêng Chăn đến Côn Minh thuộc miền Nam Trung Quốc, khai trương vào cuối năm 2021. Nhưng đây là một dự án mạo hiểm, rủi ro cao với các khoản cho vay của Trung Quốc trước đây mà Lào chưa trả được. Và tiếp theo thì nhà nước Lào sẽ phải gánh chịu hầu hết chi phí của dự án khổng lồ này nếu dây chuyền không thành công về mặt thương mại, bởi phần lớn nguồn thu từ tuyến đường trên lại phụ thuộc vào việc các chính phủ Đông Nam Á khác, cụ thể là Thái Lan, có quyết định mở rộng tuyến đường sắt chở hàng xuyên suốt khu vực hay là không. Chính phủ Lào đã khiến quốc gia này phải gánh thêm nợ, và một số chuyên gia cho rằng số tiền mà họ phải gánh nợ từ Trung Quốc là quá nhiều, nước mà một số người cáo buộc là đã thúc đẩy ngoại giao bẫy nợ đối với các nước láng giềng phía Nam của mình. Theo Asia Times, chỉ mới tính đến tháng 8 năm 2021, Ngân hàng Thế giới đã tuyên bố trong một báo cáo rằng nợ công của Lào ở mức 13,3 tỷ đô, tức là tương đương 72% GDP. Tuy nhiên, nó có thể còn cao hơn nhiều. Ông Bunchom Upunpachow, Bộ trưởng Tài chính Lào, cho biết quốc gia này phải trả hơn 400 triệu đô la một năm tiền lãi và gần như đã không thể trả nổi những khoản thanh toán đó. Các tổ chức xếp hạng quốc tế đã hạ điểm tín dụng của Lào, khiến việc huy động tiền trên thị trường trái phiếu quốc tế đã trở nên khó khăn hơn, điều mà Viêng Chăn đã cố gắng thực hiện gần đây khi các khoản nợ khác đến hạn. Lào đã có cơ hội đăng ký sáng kiến đình chỉ dịch vụ nợ của Ngân hàng Thế giới, nhưng thay vào đó, họ lại quyết định đi theo con đường thỏa thuận tái cơ cấu nợ trực tiếp với Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất của nước này. Điều đó khiến Electricity Lào, công ty điện lực nhà nước, đã phải bán bớt một phần cho một công ty Trung Quốc. Lào đang trên đường trở thành một Sri Lanka kế tiếp. Lào đã trải qua một đại dịch đặc biệt tồi tệ, trong khi nền kinh tế hầu như không tăng trưởng trong những năm gần đây. Trong khi tại Đông Nam Á, tỷ lệ người chết do đại dịch viêm phổi Vũ Hán của Lào chỉ thấp hơn Brunei, Thái Lan và Philippines. Đối với Lào, năm 2022 vừa qua ngỡ là năm mà nước này hồi phục kinh tế. Nhưng mà thay vào đó, lạm phát đã lên tới 23,6% trong tháng 6 năm 2022, mức cao nhất trong vòng 18 năm qua và là một trong những mức lạm phát cao nhất ở châu Á. Bên cạnh đó, cuộc chiến ở Ukraine khiến giá nhiên liệu quốc tế tăng vọt cũng đã tác động đặc biệt đến Lào. Trong khi đó, giá xăng và dầu diesel lần lượt tăng cao một cách chóng mặt tại quốc gia này. Nhiều thời điểm, người dân phải xếp hàng nhiều giờ tại các trạm xăng dầu trên cả nước do hết xăng. Và không ngoại trừ những thiếu hụt đó cũng đã ảnh hưởng đến Viêng Chăn, thủ đô và là quê hương của hầu hết giới tinh hoa chính trị và kinh doanh của quốc gia này. Phần lớn đất nước đã phải đối mặt với tình trạng thiếu xăng dầu trong thời gian dài. Giờ đây, các bài viết thể hiện sự giận dữ của người dân Lào xuất hiện thường xuyên và ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội. Chính phủ nói rất ít về cách họ dự định giải quyết tình hình khan hiếm này, nên việc này càng làm tăng thêm sự thất vọng của công chúng. Các chủ trạm xăng dầu cũng đã bị kéo vào cuộc và bị chỉ trích vì bị cho là lợi dụng tình hình. Mặt khác, quỹ tiền lương của Lào lại đang đình trệ. Ngân hàng Thế giới tính toán rằng chưa có đợt tăng lương tối thiểu nào tại quốc gia này kể từ năm 2018. Đáng buồn là việc trả lương và tăng lương cho người dân lại phụ thuộc rất nhiều vào cách chính phủ nước này giải quyết vấn đề nghiêm trọng nhất, đó là khoản nợ nần với Trung Quốc. Tổ chức Moody's Investors Service đã cảnh báo rằng Lào đang ở trên bờ vực vỡ nợ khi cơ quan này đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Lào một lần nữa xuống CAA3. Lại nói chi phí sinh hoạt gia tăng, xăng dầu khan hiếm nhưng tiền lương lại không tăng, khiến người dân Lào cực kỳ tức giận. Một phần trong đó là do chính phủ cung cấp tương đối ít hỗ trợ tài chính cho người dân, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch. Ngoài ra, nội các của Phan Kham được cho là đã hành động quá chậm, không tạo ra được chuyển biến gì cho tình hình của người dân trong suốt mấy năm trở lại đây. Thủ tướng Lào, ông Phan Kham Vifavanh đang vật lộn để giữ vững nền kinh tế và quản lý. Ông cho rằng nền kinh tế Lào sẽ chỉ tăng trưởng 4% mỗi năm cho đến năm 2025 mà thôi.
Như vậy thì thắt lưng buộc bụng hiện là cụm từ thông dụng ở Viêng Chăn. Chính phủ muốn hạn chế chi tiêu nhà nước và tăng thuế, các chính sách hợp lý mà Ngân hàng Thế giới cũng khuyên. Tuy nhiên, chính phủ đã cố gắng làm cả hai điều này trong nhiều năm nhưng chưa thành công. Và ngay cả khi thành công, nó sẽ tạo thêm gánh nặng cho công chúng, gây thêm nhiều vấn đề cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Quý vị khán thính giả thân mến, những bài học về việc các quốc gia sập bẫy nợ của Trung Quốc sau đó lâm vào cảnh khốn đốn và bị Bắc Kinh thao túng trong một số năm trở lại đây đã không phải là ít. Ví dụ như là Sri Lanka sau khi điêu đứng vì vướng bẫy nợ, các quốc gia lâm vào khủng hoảng trầm trọng và toàn diện. Họ đã buộc phải ký hợp đồng cho Trung Quốc thuê cảng Hambanota, một vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương với hơn 6.000 hectare đất xung quanh cảng biển này trong vòng 99 năm. Còn Pakistan cũng vì mắc nợ mà đã phải trao cho Trung Quốc độc quyền quản lý miễn thuế điều hành cảng Wada trong vòng 40 năm. Còn tại Campuchia thì sao? Bắc Kinh dường như đã đạt được thỏa thuận để quân đội của họ có quyền tiếp cận căn cứ hải quân Rim của Campuchia ở Vịnh Thái Lan trong vòng 30 năm. Sau thời gian này, thỏa thuận sẽ được gia hạn cứ 10 năm một lần. Vậy liệu Lào có đang trở thành một Sri Lanka thứ hai? Bài học và hồi chuông cảnh tỉnh nào sẽ được rút ra cho chúng ta cùng các quốc gia Đông Nam Á khác để tránh đi vào vết xe đổ như Lào và các quốc gia vừa kể trên? Mong quý vị hãy vui lòng để lại vài dòng bình luận quý giá của mình ở bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Tri Thức Mới của chúng tôi trên nền tảng YouTube để luôn nhận được những video câu chuyện thú vị và bổ ích nhất nhé. Quý vị và các bạn thân mến, nợ là một loại nghèo đói tồi tệ nhất, và những người hay vay mượn một cách nhanh chóng thì thường là những người chậm trả nợ nhất. Trung Quốc hiểu điều này giỏi hơn ai hết. Bằng cách sử dụng chính sách ngân phiếu, họ đã tạo ra một giải thắt quanh Ấn Độ để hạn chế việc hoạch định chính sách của New Delhi. Và giờ đây, Ấn Độ đang tìm cách phá vỡ thế kìm kẹp của Bắc Kinh bằng cách cho ra đời sáng kiến mới, được mệnh danh là vòng cổ kim cương, chạy từ Trung Á đến Mông Cổ, Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia, Singapore, Seychelles, Oman và Iran. Mục đích của nó là tạo thành một khối chặn xung quanh Trung Quốc. Ngoài ra, New Delhi còn tổ chức các cuộc diễn tập phòng thủ chung, đồng thời mở rộng các đối tác kinh tế và hình thành các hành lang công nghiệp cũng như ký kết các thỏa thuận vũ khí. Tất cả nhằm thay đổi cuộc chơi trước gã láng giềng Bắc Kinh hung hăng. Và trong chương trình ngày hôm nay, Lê Minh và Tri Thức Mới sẽ cùng quý vị phân tích kế hoạch lớn của Ấn Độ hòng đánh bại hoặc chí ít là kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc đang tiến triển ra sao. Đối với Ấn Độ và Trung Quốc, ý tưởng kiềm chế nhau cốt lõi nằm ở vấn đề địa chính trị chiến lược của họ. Cho dù là bằng chiến lược chuỗi ngọc trai hay là vòng cổ kim cương, cả hai đều muốn thống trị châu Á-Thái Bình Dương và một chừng mực nào đó là bỏ mặc nền kinh tế của những quốc gia khác đi vào tình trạng kém phát triển. Với vị trí chiến lược hướng ra Ấn Độ Dương, Ấn Độ như một tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ. Tuy nhiên, đường bờ biển dài quanh co lại khiến nơi này phải đối mặt với môi trường xung quanh nhiều biến động. Ấn Độ Dương chiếm gần 1/5 lượng nước trên bề mặt trái đất. Nó trải dài qua 3 lục địa, 28 quốc gia và là tuyến đường chính cho thương mại quốc tế kết nối giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Mặc dù Ấn Độ Dương mang lại sự thịnh vượng thông qua thương mại, nhưng nó cũng là lối vào của các đế quốc trong quá khứ. Ngày nay, Trung Quốc có vẻ sẽ tìm cách tiếp tục chiến lược đó và điểm quan trọng trong việc này là chiến lược chuỗi ngọc trai. Nó đi từ Mombasa đến Djibouti, Karachi và Wada, đến Colombo, Hambantota, tiếp tục tới Chittagong, Sitwe và quần đảo Koko. Như một người thợ lặn ngọc trai, Trung Quốc đã răng lưới xa và rộng để lấy được những viên ngọc quý từ đáy Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, địa chính trị thường được thúc đẩy bởi một nhu cầu không thể thỏa mãn. Và Bắc Kinh hiện đang đàm phán về quyền sử dụng kép tại cảng Doom của Oman. Họ đang xây dựng một cảng nước sâu tại hòn đảo Lamu của Kenya và đang vận động hành lang Maldives để có một căn cứ tàu ngầm tại Marau. Nhưng với mỗi viên ngọc được thêm vào chuỗi, chính sách bẫy nợ của Trung Quốc đã để lại dấu vết của những lời thất hứa. Những quốc gia nợ nần và không thể trả nợ buộc phải nhượng bộ địa chiến lược. Trong tình cảnh này, sự thất vọng tràn trề của họ cũng là điều dễ hiểu và Ấn Độ đang tìm cách tận dụng những sự bất bình đó. Kết quả là New Delhi đã cho ra đời chiến lược vòng cổ kim cương bằng cách tăng cường các căn cứ hải quân ở nước ngoài, thiết lập các đối tác quân sự mới và triển khai sức mạnh của mình trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương với mục tiêu cuối cùng là làm vô hiệu hóa chuỗi ngọc trai của Trung Quốc. Kể từ khi kế hoạch này được tiết lộ,
Ấn Độ đã đi vào một cuộc hành trình ngoại giao, ký kết các thỏa thuận không ngừng. Năm 2015, Seychelles đồng ý xây dựng một căn cứ hải quân trên đảo Assumption cho Hải quân Ấn Độ thuê độc quyền. Có một vị trí ở Seychelles sẽ mang lại cho Ấn Độ một căn cứ hoạt động trên lục địa châu Phi. Với trang bị thích hợp, Hải quân Ấn Độ có thể chống lại sự hiện diện của Trung Quốc ở Djibouti và Kenya. Thêm vào đó, đảo Assumption còn nằm ngay phía bắc eo biển Mozambique, nơi có rất nhiều hoạt động thương mại hàng hải. Một năm sau đó, vào năm 2016, Iran đã ký kết một thỏa thuận với Ấn Độ để xây dựng cảng nước sâu đầu tiên tại Chabahar. Từ Chabahar trở đi, Ấn Độ sẽ kết nối với con đường vận tải Bắc Nam, nối Mumbai với Moscow thông qua Iran và Azerbaijan. Từ quan điểm của Ấn Độ, việc có quyền lợi tại Chabahar sẽ trực tiếp chống lại sự hiện diện của Trung Quốc tại Karachi và cảng Wada. Cùng với cảng Iran, Ấn Độ cũng đảm bảo quyền tiếp cận cảng chiến lược Doom của Oman. Hiệp ước được ký kết vào năm 2018 và với việc có chỗ đứng ở bán đảo Ả Rập, Ấn Độ đã tăng cường nhập khẩu hydrocarbon bằng đường biển từ vùng vịnh. Bên cạnh đó, do cảng Doom nằm giữa Djibouti và Wada, nó cũng phục vụ như một đối trọng với các lập trường của Trung Quốc. Điều đặc biệt về Doom là nó cũng nằm gần eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường giao thông quan trọng nhất thế giới. Vì vậy, Ấn Độ đã giành được không chỉ một mà là ba lợi thế từ một nước thỏa hiệp. Ấn Độ cũng đã ký kết một thỏa thuận với Singapore vào năm 2018, cho phép Hải quân Ấn Độ nhận hỗ trợ hậu cần, bao gồm nạp đạn và tiếp nhiên liệu tại căn cứ hải quân Changi của Singapore. Thỏa thuận với Singapore khác biệt so với các thỏa thuận trước đó bởi vì nó cho phép Ấn Độ tiến vào Biển Đông. Một căn cứ như vậy tất nhiên là không đủ, nên Ấn Độ cũng đã ký một thỏa thuận với Indonesia trong cùng năm và bảo đảm quyền tiếp cận quân sự tới cảng Sabang, nằm ngay lối vào phía bắc của eo biển Malacca. Điều thú vị là cảng Sabang có độ sâu khoảng 40 mét, nên Ấn Độ có thể sử dụng nơi này để neo đậu các tàu ngầm của mình. Dù thế nào đi nữa, khoảng 80% lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên nhập khẩu của Trung Quốc đều đi qua eo biển Malacca, khiến nơi đây trở thành điểm yếu chiến lược đối với Bắc Kinh, nhưng lại là cơ hội chiến lược cho New Delhi. Tương tự như vậy, kể từ năm 2020, Ấn Độ đã quân sự hóa quần đảo Andaman và Nicobar nằm ở phía bắc eo biển Malacca. Hải quân Ấn Độ càng có thể mang nhiều khí tài ra vùng ngoại vi, thì New Delhi càng có nhiều lợi thế thương lượng trước Bắc Kinh. Nhưng ngoài việc củng cố các căn cứ hải quân, Ấn Độ cũng đang nỗ lực tăng cường quan hệ với các quốc gia xung quanh Trung Quốc. Năm 2015, Ấn Độ và Mông Cổ đã đồng ý phát triển hành lang hàng không song phương nhằm thúc đẩy thương mại, du lịch và tương tác giữa người dân. Mông Cổ hy vọng rằng Ấn Độ có thể đàm phán với Nga hoặc Trung Quốc trên cơ sở của sự bình đẳng. Điều này sẽ giúp Mông Cổ cân bằng việc hoạch định chính sách của mình. Ngoài ra, cũng vào năm 2015, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan và Tajikistan trong một chuyến thăm lớn qua Trung Á. Trung Á là một vùng đất có nhiều tiềm năng do nó sở hữu trữ lượng hydrocarbon, khoáng sản quý hiếm, mỏ uranium và tiềm năng điện lực, đồng thời còn là một thị trường với hàng triệu người tiêu dùng. Thương mại giữa Ấn Độ và các nước Trung Á đã tăng gấp đôi kể từ khi chuyến thăm của Modi, và nó vẫn còn có khả năng tiếp tục tăng trưởng. Mức độ ảnh hưởng của Ấn Độ tại Trung Á càng cao, thì nước này càng có thể hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc đối địch, ví dụ như là Trung Quốc. Sau đó, vào năm 2017, Ấn Độ và Nhật Bản đã đưa ra một sáng kiến chung gọi là hành lang tăng trưởng Á-Phi, với mục tiêu là phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và gia tăng ảnh hưởng của New Delhi và Tokyo, đồng thời cạnh tranh với Trung Quốc ở châu Phi. Tất cả những điều này cho thấy Ấn Độ đã duy trì một mối quan hệ lành mạnh với gần như tất cả các quốc gia xung quanh Trung Quốc. Tuy nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Vòng cổ kim cương của Ấn Độ được xem là yếu hơn so với chuỗi ngọc trai của Trung Quốc, và điều này được thể hiện rõ ràng nhất ở khu vực ASEAN. Mặc dù các thành viên của ASEAN công nhận những đóng góp của Ấn Độ, nhưng họ nghi ngờ sự quyết tâm và khả năng của Ấn Độ trong việc đánh bại Trung Quốc. Buôn bán vũ khí là một cách tuyệt vời để cải thiện quan hệ và phát triển quan hệ đối tác chiến lược. Trung Quốc đã thành thạo trong việc buôn bán vũ khí và kết quả là họ đã tăng cường vị thế của mình trên khắp châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng Ấn Độ đang học hỏi từ những sai lầm của chính mình và bắt đầu chiếm lĩnh thị trường buôn bán vũ khí. Ngay trong thời gian gần đây, vào tháng 12 năm 2022, Tập đoàn Quốc phòng BrahMos
Aerospace của Ấn Độ đã đề nghị bán tên lửa siêu thanh cho Việt Nam và Philippines. Cả hai quốc gia này đều nằm ở vị trí khá gần Trung Quốc, đồng thời có mức độ nghi ngờ và sự chống đối sâu sắc đối với Bắc Kinh. Việt Nam và Ấn Độ đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2016. Kể từ đó cho đến nay, hai bên đã liên tục có những hoạt động hợp tác về an ninh quốc phòng. Trong kỷ nguyên thế giới chứng kiến nhiều xung đột, mâu thuẫn như lúc này, sự hợp tác ấy đã trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Giữa Trung Quốc và Ấn Độ thường xuyên có căng thẳng về biên giới. Nay, nếu Ấn Độ có thêm một đồng minh có cùng tầm nhìn là Việt Nam ngăn cản sự phát triển hung hăng của Trung Quốc, thì qua đó Việt Nam đã gián tiếp đến gần hơn với Mỹ và các đồng minh, đối tác của Mỹ. Đó là một bước đi chiến lược khôn khéo của cả hai nước. Cho dù đó là chiến lược chuỗi ngọc trai hay là vòng cổ kim cương, Ấn Độ và Trung Quốc đều muốn kiềm chế đối phương bằng cách kiểm soát các điều khoản thương mại. Đó là một cuộc chiến bằng các biện pháp khác, và khi New Delhi thúc đẩy chiến lược vòng cổ kim cương và khiến nó trở nên cạnh tranh hơn, không có gì ngạc nhiên khi việc buôn bán vũ khí này sẽ ngày càng đóng vai trò quyết định, và hành động này cũng chính là buôn bán sự ảnh hưởng. Vâng, đến đây thì có lẽ quý khán thính giả cũng đã hình dung được phần nào kế hoạch phác thảo tranh hùng của Ấn Độ nhắm tới Trung Quốc. Dân số Ấn Độ giờ đây đã vượt Trung Quốc, họ có một nền quân sự và kinh tế cũng rất là năng động. Nếu một nước nào đó ở châu Á trong tương lai có thể thách thức Bắc Kinh, thì chắc hẳn đó chính là Ấn Độ. Quý vị khán thính giả thân mến, để đạt được năng lượng thủy điện tái tạo, hiện nay Trung Quốc đã cho xây dựng khoảng hơn 87.000 con đập với tốc độ và số lượng chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Tổng cộng, họ đã tạo ra 352 gigawatt điện. Con số này lớn hơn tổng công suất điện của cả ba nước Brazil, Canada và Hoa Kỳ cộng lại. Tuy nhiên, điều khiến cả thế giới lo ngại hiện nay là sau khi đã xây đập chặn hết các con sông nội địa, Trung Quốc lại tiếp tục tìm cách xây đập ở các con sông quốc tế có thượng nguồn chảy ra từ Tây Tạng. Trong khi đó, gần một nửa dân số thế giới đang phụ thuộc vào nguồn nước từ các con sông của Tây Tạng. Và khi Trung Quốc kiểm soát việc khai thác nguồn nước này, họ sẽ ngày càng có khả năng áp đặt các điều khoản đối với những khu vực hạ lưu. Trước sự tình phi lý này, dư luận thế giới đang sục sôi quan ngại rằng phải chăng với việc ngang nhiên kiểm soát khoảng 50% nguồn nước ngọt toàn cầu, Trung Quốc đang muốn bành trướng âm mưu bá quyền của mình trên phạm vi thế giới. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Ngay sau đây, xin kính mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi video và đồng hành cùng với Lê Minh để làm sáng tỏ về chủ đề này quý vị nhé! Cao nguyên Tây Tạng, tháp nước của châu Á đang bị Trung Quốc ngang nhiên xâm hại. Được biết đến như một tháp nước của châu Á, cao nguyên Tây Tạng là kho chứa tài nguyên nước ngọt dồi dào cho khắp châu lục này. Đây là đầu nguồn cung cấp nước cho hàng chục dòng sông chảy qua biên giới, bao gồm sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Indus, sông Hằng, sông Brahmaputra, sông Irrawaddy, sông Sanwin và sông Mekong, v.v. Tổng cộng có hơn 3 tỷ người trong châu lục và thế giới phụ thuộc vào những dòng sông này. Sự tồn tại địa chính trị này có giá trị rất lớn khi bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong lưu lượng nước cũng có thể gây ra làn sóng di dân ở một số quốc gia có mật độ dân số cao thuộc top đầu thế giới. Được biết, phần lớn các nguồn nước ngọt của các quốc gia như là Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và cả Việt Nam nữa đều có nguồn gốc từ các dòng sông băng ở Tây Tạng. Thông qua việc kiểm soát địa chính trị đối với Tây Tạng, Trung Quốc dường như cũng có toàn quyền kiểm soát vùng thượng nguồn đối với các quốc gia ở hạ nguồn. Điều này đã biến Tây Tạng thành lợi thế địa lý quan trọng bậc nhất của Trung Quốc, và Trung Quốc cũng không ngần ngại khai thác thủy điện ở nơi này. Trong hơn 7 thập kỷ qua, Trung Quốc đã xây nhiều con đập trên hầu hết các tuyến đường thủy nội địa, và trong quá trình đó, hơn 23 triệu người đã phải di rời khỏi quê hương, nhà cửa và đất đai của họ. Tuy nhiên, với quan điểm và phát ngôn của các nhà lập pháp Trung Quốc, thì đây mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Sau khi xây đập trên hầu hết các con sông trong nước, Trung Quốc hiện đang xâm lấn đến các con sông xuyên biên giới chảy từ cao nguyên Tây Tạng, mà trước nay hầu như chúng vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn. Ngày nay, chưa đến 1% tiềm năng thủy điện của Tây Tạng được khai thác, nhưng tình trạng đó đang dần thay đổi. Khi quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa trên khắp Trung Quốc tăng tốc, nhu cầu về năng lượng tái tạo của Bắc Kinh cũng tăng lên một cách nhanh chóng. Do đó, các công ty sở hữu nhà nước đang thuyết phục chính phủ Bắc Kinh cho phê duyệt các dự án thủy điện tại Tây Tạng. Hiện đã có 28 dự án đang chờ được chấp thuận.
thủy điện bành trướng, vòi bạch tuộc đã vươn ra, nhiều nhánh sông đang cầu cứu. Hiện một số công trình thủy điện dọc theo các con sông xuyên biên giới của Tây Tạng đã được thực hiện. Chẳng hạn, Brahmaputra là một con sông quốc tế lớn chảy qua Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh. Nó có tổng chiều dài lên tới 2.900 km, tương đương với chiều dài toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, bắt nguồn từ sông băng Chemayundung gần núi Kailas ở cao nguyên Tây Tạng, một khu vực được nhiều tôn giáo coi là linh thiêng. Đã có một khoảng thời gian dòng sông này không bị bất kỳ kỹ thuật nào của con người can thiệp. Nhưng ngày nay, mỗi phần của nó đều bị xâm hại để mà xây đập. Bắt đầu từ cơ sở thủy điện Jangmu, có một chuỗi các dự án xây dựng dọc theo sông Brahmaputra. Chúng đại diện cho tương lai của hệ thống sông của Tây Tạng. Vào năm 2013, khi Trung Quốc phê duyệt 3 dự án mới trên sông Brahmaputra, khu vực hạ lưu Ấn Độ đã dấy lên lo ngại về dòng chảy của nước. Các nhà lập pháp Trung Quốc sau đó đã ngang nhiên tuyên bố rằng các con đập sẽ được vận hành bởi các công trình thủy điện trên sông. Một loạt nhà máy không có trong hồ chứa lớn và được sử dụng rộng rãi dọc theo các con sông quốc tế, đặc biệt là Nam và Đông Nam Á. Họ biện minh thêm rằng nguồn năng lượng được khai thác bằng cách chuyển hướng một phần nước sông để chảy qua các tua bin phát điện. Nước chảy ra sau đó sẽ trở lại để hòa vào dòng sông. Điều này thì nghe có vẻ an tâm, vì về lý thuyết, hệ thống này sẽ ít gây tác động xuống dòng chảy. Tuy nhiên, đó không phải là cách hệ thống lưới điện này hoạt động. Việc tạo ra quá nhiều điện có thể làm quá tải lưới điện. Vì vậy, các cơ sở thủy điện trên sông thường tích trữ một lượng nước lớn vào ban ngày và sau đó xả nước để phát điện trong khoảng thời gian nhu cầu năng lượng tăng đến đỉnh điểm vào buổi tối. Do đó, việc thay đổi và biến động hàng ngày nó sẽ gây ra những hệ quả rõ ràng ở hạ lưu. Ba con đập của Trung Quốc trên sông Brahmaputra được xem như mở đầu cho một loạt dự án bành trướng thủy điện và sông ngòi sắp tới. Bắc Kinh dự định sẽ tiếp tục xây dựng thêm hàng chục nhà máy thủy điện trên sông và một số khác trên các con sông nhỏ. Khi những con đập này hoạt động, lưu lượng nước thay đổi sẽ gây tổn hại đến nền nông nghiệp sinh thái và làm đảo lộn cuộc sống của 1,3 tỷ người dân ở khu vực hạ lưu Ấn Độ và Bangladesh, đồng thời còn ảnh hưởng gián tiếp đến nhiều quốc gia khác. Các nước phải gánh chịu những hậu quả gì từ hành vi xây đập chặn nguồn của Trung Quốc? Đương nhiên, trước dã tâm ngày càng lớn của Bắc Kinh, Ấn Độ đã nhiều lần có động thái phản đối các cơ sở thủy điện của Trung Quốc ở cả hai vùng, thượng, hạ lưu. Và các nhà lập pháp Ấn Độ thường chỉ ra biên bản ghi nhớ giữa Trung Quốc và Ấn Độ về nguồn nước của các dòng sông xuyên biên giới. Nhưng vấn đề là, mối quan hệ tài nguyên này không mang tính ràng buộc và không có một tổ chức quốc tế nào đảm bảo cho việc áp dụng hiệp định đó. Trên thực tế, từ quan điểm pháp lý, hiện không có hiệp định thỏa thuận chính thức giữa Trung Quốc và bất kỳ quốc gia hạ lưu nào về việc sử dụng hệ thống sông ngòi chung. Lần gần nhất Bắc Kinh tham gia quản trị nguồn nước xuyên biên giới đa phương là vào năm 1995. Các quốc gia tiếp giáp với Mekong khi ấy tuyên bố rằng dòng sông này không thuộc quyền sở hữu riêng của bất kỳ quốc gia nào và mục tiêu là các nước nên phát triển các dự án bền vững dọc theo lưu vực sông. Hạ nguồn Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam đã ký hiệp định, nhưng mà Trung Quốc đã từ chối tham gia vào phút chót. Thay vào đó, Bắc Kinh cho rằng họ có quyền thực hiện quyền tài phán lãnh thổ của mình. Vào năm 1997, đã có một nỗ lực khác để đề ra một số quy tắc pháp lý trong Công ước Nguồn nước của Liên Hợp Quốc nhằm tìm cách tạo ra một thỏa thuận quốc tế về quản lý các con sông xuyên biên giới. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bỏ phiếu chống lại nó. Các sự kiện ngoại giao này diễn ra vào thời điểm mà Bắc Kinh vẫn còn tương đối nghèo nàn. Vào thời điểm năm 1997, nền kinh tế của Hồng Kông có quy mô lớn hơn 18% so với kinh tế của Trung Quốc đại lục. Bắc Kinh trong quá khứ không có khả năng kinh tế cũng như sự tự tin chính trị như ngày nay. Do đó, việc soạn thảo một dự luật pháp lý để quản lý các con sông xuyên biên giới Tây Tạng dường như không có cơ hội thành công. Câu chuyện pháp lý này giải thích tình thế khó khăn của Ấn Độ và khi ngay cả Ấn Độ cũng không thể ngăn chặn các dự án kỹ thuật của Trung Quốc. Ta có thể tưởng tượng và suy ra được những tranh cãi chính trị ở các quốc gia hạ nguồn khác. Tuy nhiên, có một thực trạng hết sức đáng lo ngại là sự tăng trưởng dân số nhanh chóng, sự đô thị hóa, công nghiệp hóa và biến đổi khí hậu đang từng ngày đe dọa an ninh nguồn nước ở khu vực Đông Nam Á và Nam Á. Khi Trung Quốc triển khai chính sách thủy điện đối với Tây Tạng, tình trạng thiếu nước sẽ trở thành một vấn đề nguy nan mang tầm vóc sinh tồn đối với những quốc gia hạ lưu. Có vô số lý do giải thích sự căng thẳng của tình trạng khan hiếm nước. Dự kiến vào năm 2050, tốc độ tan chảy băng ở Tây Tạng sẽ giảm đi 2/3 do biến đổi khí hậu. Như vậy thì, nếu những bất cập về vấn nạn bành trướng nguồn nước nêu trên không sớm được tháo gỡ,
tương lai hậu họa sẽ ngày càng thêm khôn lường. Sự xâm hại dòng nước thượng nguồn và làm thay đổi khí hậu này sẽ gây ra vô số ảnh hưởng khác nhau đến từng hệ thống sông xuyên biên giới. Một số con sông sẽ có dòng nước mạnh hơn, trong khi những con sông khác lượng nước sẽ giảm đi, khiến hàng triệu người có nguy cơ rơi vào cảnh lũ lụt hoặc là hạn hán. Vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn với các quốc gia sống dựa vào nông, ngư nghiệp. Chưa kể, cả Trung Quốc và các quốc gia châu Á đều có sự gia tăng dân số và quá trình đô thị hóa với tốc độ chóng mặt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cần sử dụng nhiều nguồn tài nguyên nước hơn. Đến một thời điểm nhất định, cả châu lục sẽ không đủ nước để đáp ứng nhu cầu. Điều tồi tệ hơn là từ những năm 1950, Bắc Kinh đã tiến hành trồng rừng trên diện rộng ở Tây Tạng. Thông thường, việc chuyển đổi đất cằn cỗi thành rừng là một hành động đáng được khen ngợi, khi việc này sẽ giúp điều kiện đất đai được cải thiện, không khí được thanh lọc và động vật hoang dã có thể tái phát triển. Nhưng do sự gia tăng của thảm thực vật, hệ thống kênh mương thủy lợi, tưới tiêu lâm nông nghiệp cũng đang xâm hại mạnh mẽ tháp nước đầu nguồn Tây Tạng. Trên thực tế, việc tưới tiêu hiện nay đang là hoạt động tiêu thụ nước lớn nhất trên cao nguyên Tây Tạng, với gần 40% diện tích đất cần được tưới tiêu. Điều này nghe có vẻ vô hại, nhưng nó lại đồng nghĩa với việc phạm vi ngày càng mở rộng của thực vật và nông nghiệp tưới tiêu bây giờ đang cạnh tranh với nguồn nước sinh hoạt của con người. Những hoạt động này gây thêm áp lực cho việc cung cấp nước đến các cộng đồng ở hạ lưu. Theo dự đoán của Liên Hợp Quốc, đến năm 2025, tình trạng khan hiếm nước sẽ ảnh hưởng tới 1,8 tỷ người. Châu Á sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng khi người địa phương sẽ phải đối mặt với tình trạng áp lực về nguồn nước hoặc thiếu hụt tài nguyên này một cách trầm trọng. Đó là còn chưa kể các tai họa liên đới khác sẽ phát sinh như là thiên tai hạn hán, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu hay là mất cân bằng sinh thái, v.v. Không chỉ là bành trướng, xâm hại và kiểm soát tài nguyên nước. Sự kiểm soát của Trung Quốc đối với Tây Tạng sẽ đặt nước này vào một vị trí ưu thế để kiểm soát các nguồn tài nguyên nước của toàn khu vực châu Á. Sức mạnh này có thể được sử dụng như một vũ khí địa chính trị để kiềm chế chính sách đối ngoại của các nước láng giềng nhỏ hơn. Ví dụ như dọc theo sông Mekong ở Tây Tạng, Trung Quốc đã xây dựng 7 con đập và dự định xây thêm 21 con đập nữa. Sông Mekong là huyết mạch của khoảng 60 triệu người, sống phân bố rộng khắp trên khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ như là Thái Lan, Lào, Campuchia hay là Việt Nam. Bất kỳ sự thay đổi nào đối với dòng chảy thượng nguồn của sông cũng có thể gây ra hậu quả ở hạ lưu, gây hại đến việc thu hoạch, chăn nuôi, năng suất nông nghiệp, nguồn nước ngọt sẵn có. Những người sống dưới mức đói nghèo sẽ chịu thiệt hại rất nặng nề từ tình huống này. Trong khi đó, dọc theo sông Sanwin, Trung Quốc đã cho xây dựng một con đập siêu lớn chỉ cách di sản thế giới UNESCO một vài km. Còn nhiều con đập khác đang trong quá trình xây dựng và chúng sẽ tiếp tục mang đến nhiều rủi ro cho cộng đồng người Myanmar và các quốc gia khác trong khu vực. Mối quan ngại là nếu xây thêm nhiều đập dọc theo sông Sanwin ở Tây Tạng, nước biển có thể xâm nhập vào Myanmar và phá hủy một diện tích lớn đất canh tác cũng như làm ngập hàng trăm khu định cư. Tuy nhiên, trong số tất cả các quốc gia ở hạ lưu, Bangladesh là quốc gia gánh chịu tổn thất nghiêm trọng nhất khi sông Brahmaputra và sông Hằng hợp nhất tại Bangladesh, sau đó chảy vào vịnh Bengal. Mặt khác, Ấn Độ cũng không phải người ngoài cuộc vô tội khi họ cũng đang theo đuổi chính sách năng lượng thủy điện riêng trên sông Hằng. Các con đập của Ấn Độ đã làm giảm lưu lượng nước chảy xuống hạ lưu Bangladesh. Kết quả là sự xâm nhập mặn ở Bangladesh đã phá hủy các vùng đất nông nghiệp và buộc hàng nghìn người dân nơi đây phải di rời đến phía đông bắc vào Ấn Độ. Điều này đã tạo ra xung đột sắc tộc và tôn giáo. Hiện các nhà lập pháp Bangladesh không có sự ảnh hưởng nào đối với Trung Quốc hay Ấn Độ và họ cũng không có khả năng tìm kiếm các giải pháp thay thế. Vẫn chưa có sự đồng thuận trong việc bảo vệ các dòng chảy thượng nguồn. Lại nói, khi số lượng các con đập của Trung Quốc ở Tây Tạng và nhiều vùng thượng nguồn khác cứ không ngừng gia tăng, tình trạng thiếu hụt nước sẽ trở thành một vấn đề chính sách tồi tệ đối với các quốc gia láng giềng ở hạ lưu. Mối lo ngại là trong tương lai, khi Trung Quốc đã hoàn toàn nhận ra tiềm năng thủy điện của Tây Tạng, họ có thể sử dụng dòng chảy của nước như một vũ khí chính trị để đạt được những nhượng bộ địa chính trị. Chỉ bằng một cái búng tay, Trung Quốc có thể gây ngập lụt ở một số quốc gia và khu vực hạ nguồn, hoặc khiến một số nơi khác rơi vào tình trạng khô cằn. Bắc Kinh lựa chọn áp dụng áp lực đó như thế nào? Dường như là tùy theo quyết định của họ, vì như đã nói, hiện tại không có giới hạn pháp lý nào ngăn họ làm điều đó. Với những tác động bất lợi như vậy ở hạ lưu, người ta có thể có xu hướng tin rằng các con đập của Trung Quốc sẽ vấp phải nhiều sự phản đối. Tuy nhiên, thật đáng buồn, thực tế không hoàn toàn diễn ra như vậy. Thái Lan có một thỏa thuận với Trung Quốc, trong đó họ mua hàng nghìn megawatt điện từ Trung Quốc.
Campuchia và Lào thì giữ thái độ thụ động vì họ đặt ưu tiên vào sự tương tác kinh tế với Trung Quốc hơn là đàm phán về các con sông chảy xuyên biên giới. Trong khi đó, Pakistan có một mối quan hệ đặc biệt với Trung Quốc và cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa công khai bất kỳ kế hoạch xây đập hoặc cơ sở thủy điện nào đã hoặc sẽ có thể gây tổn hại đến dòng chảy của người đồng minh ở hạ lưu này. Vì vậy, việc phản đối các con đập của Trung Quốc không phải là một ý kiến chung và nếu câu chuyện đó không thay đổi, các quốc gia hạ lưu trên toàn châu Á nói chung và miền Nam, Đông Nam Á nói riêng sẽ không có sự thống nhất hoặc đồng lòng phản đối các công trình xây đập lớn trên các dòng sông trung biên giới. Như vậy, Trung Quốc sẽ dần dần khuynh đảo và ngày càng bành trướng thêm các vùng lãnh thổ xung quanh. Và Tây Tạng, nơi được xem là tháp nước của châu Á, vẫn tiếp tục bị xâm hại bởi nó đóng vai trò trung tâm của cuộc bành trướng mưu quyền bá chủ của Bắc Kinh. Về chủ đề này, quý vị có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào? Xin hãy vui lòng để lại vài lời bình luận của mình ở phía dưới video và đừng quên bấm theo dõi kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới, thú vị và bổ ích nhất nhé! Quý khán thính giả thân mến, vào ngày 5 tháng 10 vừa qua, cảnh quay quan hệ bất chính giữa một vị bí thư và một nữ giám đốc trong một phòng họp ở thành phố Duy, phường Sơn Đông, Trung Quốc đã vô tình bị phát sóng trực tiếp trên Internet, khiến làn sóng dâm mô của giới quan chức nơi này bị lên án gay gắt. Được biết, ngày nay, những vụ bê bối của quan chức Trung Quốc liên quan đến tình và tiền ngày càng bùng nổ, thậm chí trở thành một trào lưu mất kiểm soát, khiến cho nhiều vị lãnh đạo phải đau đầu, còn dân tình thì phẫn nộ. Một số cư dân mạng của nước này chế giễu rằng Trung Quốc hiện nay phải chăng đã bước vào một xã hội kim bình mai. Quả thực là thói thường nhà dột từ trên khiến cho dư luận nhiều phen bất bình, gớm thay cái ải sắc tình, phá Trung Nam Hải, rối tinh trong ngoài. Tuy nhiên, nhìn nhận dưới góc độ sâu xa hơn từ lịch sử trị quốc và nền tảng đạo đức nhân loại, thì nhiều học giả và chuyên gia phân tích đều cho rằng đó là điềm báo bất thường khởi đầu cho sự lụn bại và suy vong của cả một triều đại. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Ngay sau đây, Lê Minh xin kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi video của Tri Thức Mới. Tình trạng gian dâm trong bộ máy quan chức Trung Quốc vượt ngoài tầm kiểm soát. Kênh truyền thông đại lục Daewon News ngày 6 tháng 10 đưa tin vụ việc trên xảy ra ở thị trấn Vu Hà, quận Vu Thành, thành phố Duy Phường ngày 5 tháng 10. Một nam bí thư thôn không tắt video sau cuộc họp đã quan hệ bất chính với một nữ cán bộ được cho là chủ nhiệm thôn. Cảnh tượng bất nhã này vô tình được phát sóng trực tiếp trên Internet. Các chủ đề liên quan đã trở thành tìm kiếm nóng trên Weibo. Đây chỉ là một ví dụ trong số những vụ việc ngoại tình được vô tình vạch trần trong năm qua. Dưới đây là một vài ví dụ nữa. Tháng 11 năm 2022, Lý Minh, phó quận trưởng quận Tú Anh, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, do quan hệ bất chính với cấp dưới là nữ trưởng phòng, nên đã bị người nhà nữ ghi xuống ghế sofa và đánh. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2022, địa khu Hồi Hột của Nội Mông thường xuyên đưa tin về thảm kịch người dân nhảy lầu tự sát do lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cùng lúc đó, có thông tin cho rằng một số quan chức nam nữ ở tòa văn phòng địa phương của Trung Quốc đã tập trung trong một căn phòng, ôm nhau uống rượu và vui vẻ qua đêm. Những video liên quan khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Vào tháng 12 năm 2022, trên các trang mạng xã hội đã tiết lộ về đôi nam nữ đều là phó quận trưởng quận Thành Hoa, Thành Đô, Tứ Xuyên, nhắn tin tán tỉnh nhau với những ngôn từ tục tĩu dâm mô, một người Lôi Minh nam, một người còn lại là Trần Xu nữ. Tuy nhiên, sau đó trong báo cáo chính thức, nhân vật nam chính đã được đổi tên thành một nghiên cứu viên cấp 1 họ Dương nào đó của quận Thành Hoa. Đầu năm nay, một vụ bê bối tình dục liên quan đến nữ trưởng phòng Dương Châu là Đới Lộ đã bí mật gặp phó thị trưởng trong phòng ngủ và bị chồng cô ta bắt quả tang đã lan truyền trên mạng xã hội. Ngày 13 tháng 1, Vi Phong, phó thị trưởng Hoài An bị cách chức sau khi bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với Đới Lộ. Người ta còn đồn có nhiều quan chức có quan hệ bất chính với Đới Lộ, nhưng các thông tin đó đều đã bị xóa. Cuối tháng 2 năm nay, giám đốc Quách và phó giám đốc Trương của văn phòng cải cách khu tiên phong kiểu mẫu Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam đã gửi tin nhắn khiếm nhã trong nhóm làm việc. Nếu cả khu biết chúng ta thuê phòng thì sao? Người kia nói, đều có thể giải quyết được. Ngày 28 tháng 2, Chu Tương, phó bí thư quận Hạc Sơn, thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Nam bị vợ tố cáo có quan hệ bất chính với cô X ở Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc. Vào ngày 5 tháng 5, Ngô Ích Xuân, phó thị trưởng chính quyền thị trấn Quần Lợi ở huyện Bồng Khê, Toại Ninh, Tứ Xuyên
được cho là đã ép buộc một phụ nữ họ Lưu làm việc tại trung tâm dịch vụ tiện lợi thị trấn Bồng Khê quan hệ bất chính trong ô tô. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có một số vụ bê bối tình dục trong giới quan chức thuộc chính quyền Trung Quốc, chẳng hạn như câu chuyện về Khương Bảo Hồng, phó thị trưởng Vũ Uy Cam Túc, người đã ngủ với 40 quan chức nam trong 10 năm. Nhưng những điều đó hầu hết bị phơi bày một cách thụ động thông qua chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ. Ngày nay, những vụ bê bối của quan chức Trung Quốc ngày càng bùng nổ. Nó bị vạch trần một cách tự phát thông qua những tin nhắn trên mạng xã hội và thậm chí bị phát sóng trực tiếp trên Internet. Loại tình huống mất kiểm soát này của giới chức Trung Quốc trước đây chưa từng thấy. Một số cư dân mạng chế giễu rằng Trung Quốc hiện nay đã bước vào xã hội Kim Bình Mai. Thực hư chuyện ông Tập Cận Bình và Lý Cường không gần nữ sắc. Từ xưa, người Trung Quốc đã có câu thượng bất chính, hạ tắc loạn, ý tứ là bên trên mà không nghe chính, bên dưới tất sẽ làm loạn. Loại bê bối này lan rộng trong giới quan chức Trung Quốc và xem ra nó không phải là chuyện nhỏ. Phải chăng điều này tương ứng với các vấn đề về tính liêm chính của toàn bộ chế độ và sự điều hành của những người lãnh đạo tối cao? Sau khi ông Tập Cận Bình, lãnh đạo đương nhiệm của chính quyền Bắc Kinh nhậm chức, ông đã thay thế các nữ phục vụ trà cho các lãnh đạo trong các cuộc họp lớn bằng các phục vụ nam nhằm ngăn cản các quan chức cấp cao trong các cuộc họp nhìn chằm chằm vào các nữ phục vụ. Mà những cuộc họp quan trọng này thường được truyền thông nước ngoài chụp ảnh. Đồng thời, ông Tập cũng có thể cần thể hiện ra là người ngay chính trong vấn đề này, vì ông ta biết thể chế của mình đang có nguy cơ sụp đổ nghiêm trọng. Thủ tướng mới Lý Cường là thư ký cấp cao của ông Tập Cận Bình cũng đã làm theo ông. Trong cuộc họp báo đầu tiên khi trở thành thủ tướng, ông này đã đặc biệt bố trí một phiên dịch nam thay vì phiên dịch nữ trước đó. Có vẻ như ông ta đang cố tình tỏ ra mình ngay chính không kém gì ông Tập, ít nhất là trên phương diện không muốn gần nữ sắc. Việc ông Tập và ông Lý có thực sự không bị lay động bởi nữ sắc hay không vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, sự lăng nhăng cực độ trong giới quan chức của chính quyền Bắc Kinh lại là điềm báo của sự vong quốc từ xưa đến nay. Khi ông Tập Cận Bình và Lý Cường lên nắm quyền, triều đại này đang ở trong những ngày cuối cùng của mình. Nếu nhìn vào bài học từ các triều đại trước đây, đối chiếu với sự hủ bại và tha hóa của các quan chức Trung Quốc hiện nay, thì ít nhất ông Tập Cận Bình và Lý Cường chính là những người phải chịu trách nhiệm trước nhất. Giang Trạch Dân, người khởi xướng trào lưu quan chức dâm loạn. Nếu nói đến chủ đề quan chức ngoại tình, phải nhắc tới Giang Trạch Dân, bởi ông ta được coi là người đứng đầu khởi xướng cho trào lưu đáng xấu hổ này. Là con trai của một kẻ phản bội, Giang Trạch Dân lên nắm quyền lãnh đạo tối cao nhờ máu của các sinh viên trong sự kiện Lục Tứ ngày 4 tháng 6 năm 1989. Cũng kể từ khi họ Giang lên nắm quyền, nhiều vụ bê bối tham nhũng, ngoại tình, phản quốc và các vụ bê bối khác liên tục được lan truyền. Người ta miêu tả Giang Trạch Dân như sau: ở nhà nuôi cú vọ, ra ngoài thì mang theo Lý Thụy Anh, khi nghe nhạc thì muốn nghe Tống Tổ Anh, họa loạn trong giáo dục thì có Trần Chí Lập, lúc hù bại lại dựa vào Hoàng Lệ Mãn. Để lấy lòng tình nhân là Tống Tổ Anh, Giang Trạch Dân đã chi hơn 3 tỷ nhân dân tệ để xây dựng nhà hát lớn quốc gia. Nó có hình dáng giống như một lăng mộ lớn ở phía tây Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc. Trong số các tình nhân lớn của Giang, người đầu tiên là Hoàng Lệ Mãn, người bắt đầu qua lại với Giang trong văn phòng Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Điện tử. Trong cuốn sách Con người Giang Trạch Dân đã giới thiệu, vào đầu những năm 1980, Giang Trạch Dân được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Điện tử. Hoàng Lệ Mãn đồng thời cũng được bổ nhiệm tại Tổng văn phòng Bộ. Mỗi giờ nghỉ trưa, Hoàng Lệ Mãn lặng lẽ lẻn vào văn phòng của Bộ trưởng Giang. Chỉ cần đồng nghiệp nghe thấy tiếng khóa cửa phòng Bộ trưởng bên cạnh, mọi người sẽ lặng lẽ liếc nhìn nhau mà không nói một lời. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, hành vi dâm ô và tham nhũng của một lượng lớn quan chức cấp cao bao gồm Chu Vĩnh Khang, Tư Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch đã bị vạch trần và trở thành chủ đề bàn tán của thế giới bên ngoài. Nhưng sự lăng nhăng của các quan chức cấp cao trong nội bộ Bắc Kinh sẽ được bảo vệ nếu nó đáp ứng được nhu cầu chính trị. Chẳng hạn vào cuối năm ngoái, vụ bê bối liên quan đến việc cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trương Cao Lệ với nữ ngôi sao quần vợt Bành Soái đã thu hút sự chú ý của cả dư luận quốc tế và trong nước. Nhưng nó vẫn được ông Tập Cận Bình bảo vệ. Các quan chức Trung Quốc thách thức ông Tập bằng hành vi dâm loạn. Sau Đại hội 20 của thể chế Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình dường như độc chiếm quyền lực, nhưng khủng hoảng lại lộ rõ.
Một trong những biểu hiện là tình trạng quan liêu hủ bại, tham nhũng tràn lan. Thủ tướng tiền nhiệm Lý Khắc Cường đập bàn giận dữ chửi bới vấn đề quản lý yếu kém. Sau khi Lý Cường lên nắm quyền, tình trạng quản lý yếu kém thậm chí còn trở nên mất kiểm soát hơn. Những vụ gian dâm giữa các quan chức trong cơ quan vô tình bị vạch trần nhiều lần và còn rất nhiều trường hợp chưa bị vạch trần. Tình trạng gian dâm lan rộng trong giới quan chức hiện nay tương ứng với sự phản kháng của các quan chức đối với chiến dịch chống tham nhũng có chọn lọc của ông Tập Cận Bình. Không ai trong số các quan chức thuộc Bắc Kinh tin vào cái gọi là giấc mơ Trung Hoa giả dối. Trước sự mắng mỏ và những đòn roi thanh trừng nặng nề của ông Tập Cận Bình, họ chỉ tuân theo ở bề mặt, hoàn toàn không nghĩ đến việc làm chân chính, mà hàng ngày chỉ nghĩ đến dục vọng mà thôi. Tạp chí nội bộ của Bắc Kinh mới đây đã đăng một nội dung bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trước các cán bộ cấp cao đầu năm. Trong đó ông Tập đề cập đến việc ngăn chặn sự phát triển và lan truyền của chủ nghĩa nằm ngửa. Bài phát biểu này xác nhận rằng Trung Nam Hải hiện không thể làm gì được. Thưa quý vị, nếu nhìn vào thực trạng gian dâm hiện nay trong giới quan chức Trung Quốc ở một không gian và thời gian lịch sử rộng lớn hơn, thì sự biến đổi đạo đức của con người có liên quan mật thiết đến sự tồn vong của cả một thể chế, quốc gia và dân tộc. Trong 2.000 năm qua, có lẽ không có gì dạy cho con người hiện đại nhiều bài học hơn những trận đại dịch ở La Mã cổ đại. Cơ đốc giáo tin rằng, vì người La Mã đã đóng đinh Chúa Giê-xu một cách tàn bạo lên cây thập tự giá và đàn áp đẫm máu những người cơ đốc chân chính. Vì điều đó mà họ đã phạm ý muốn của Đức Chúa Trời và đã phạm tội lớn, nên những tai họa từ thiên thượng giáng xuống chính là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi, sự mù quáng và sự băng hoại đạo đức của người La Mã. Lại nói, giới quý tộc La Mã thuở bây giờ cũng sống trong một cuộc sống suy đồi, dâm loạn và xa hoa. Họ tiêu xài, ham muốn vô độ, ích kỷ, hèn nhát và tham lam. Đó là những hiện tượng tràn lan trong xã hội thời đó. Vào năm 395, đế chế bị chia thành hai nửa phía Đông và phía Tây. Sau đó thảm họa tiếp tục xảy ra. Năm 476, đế chế La Mã phương Tây bị những kẻ man rợ tiêu diệt. Những người Đông La Mã còn sống sót do nhiều năm phản bội Đức Chúa Trời nên dẫn đến suy đồi đạo đức, coi thường sinh mệnh, ham mê nhục dục, gian dâm loạn luân. Trận dịch bệnh lớn đầu tiên được ghi nhận ở đế chế La Mã là vào năm 79 sau Công Nguyên. Sau vụ phun trào của núi lửa Vesuvius, bệnh dịch nhanh chóng quét qua vùng đồng bằng Campania. Và vào năm 125, một trận dịch bệnh bùng phát sau trận dịch châu chấu. John, nhà sử học của giáo hội, đã chứng kiến trận dịch hạch và đã miêu tả đích xác rằng xác chết chất chồng lên nhau, mục nát trong các góc, trên đường phố, trong hiên tòa án và trong nhà thờ. Sau khi giành chính quyền, giới chức Bắc Kinh cũng không ngừng tàn phá trung tâm tri quốc của cả thế giới trong suốt hơn 7 thập kỷ. Thời Mao Trạch Đông đã phá hủy các nguyên tắc đạo đức truyền thống của nhân dân. Đặng Tiểu Bình mở cửa đất nước với lời tuyên bố tất cả đều phụ thuộc vào tiền. Vụ đàn áp phong trào dân chủ của sinh viên và trí thức năm 1989 đã loại bỏ khả năng Trung Quốc tiến tới sự minh bạch về chính trị, khiến người dân hoàn toàn cống hiến hết mình cho việc theo đuổi ham muốn vật chất. Đến thời Giang Trạch Dân cai trị đất nước bằng tham nhũng và dâm đãng, ông ta kiếm bội tiền bằng cách dùng những thủ đoạn đen tối, sau đó bắt đầu đàn áp các học viên Pháp Luân Công, những người mong muốn khôi phục lại đạo đức xã hội và thực hành đức tin. Được biết, trong cuộc đàn áp phi nghĩa này vẫn chưa dừng lại cho đến ngày nay. Thể chế Bắc Kinh tiếp tục đàn áp toàn dân, bắt giữ các luật sư nhân quyền và loại bỏ hoàn toàn không gian để mà người dân có thể suy nghĩ và lên tiếng. Sự suy thoái đạo đức của toàn xã hội đã đạt đến mức cao nhất mọi thời đại và Trung Quốc đã bước vào tình trạng mâu thuẫn giữa người với người trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trong toàn xã hội, văn hóa quan lại luôn là đầu mối cho sự suy thoái quyền lực chính trị. Trung Quốc hiện nay đã đạt đến trình độ quan chức ngoại tình bị vạch trần một cách công khai trên mọi phương tiện. Thật là quan chức cấp trên làm gương, quan chức cấp dưới noi gương, tạo nên bức tranh và điềm báo chẳng lành về sự kết thúc của một triều đại. Mấu chốt là trong thời đại này, con người một lần nữa không tin vào thần Phật, xa vào sắc dục và vô đạo đức, và nhiều người đi theo Đảng Cộng sản Trung Quốc để vu khống Pháp Luân Công. Về chủ đề này, quý vị có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào? Xin hãy vui lòng để lại vài lời bình luận của mình ở phía dưới video và đừng quên bấm theo dõi kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới, thú vị và bổ ích nhất quý vị nhé. Trung Quốc có thể in ra tiền nhưng không thể in ra nước. Nước là thứ tài nguyên mà ta chỉ có thể có được chứ không tạo ra được. Và đó là một vấn đề lớn với một quốc gia hiện đang tiêu thụ gần 600 tỷ mét khối nước mỗi năm. Hiện nay, dân số của Trung Quốc chiếm tới 20% dân số thế giới,
tức là cứ 5 người trên trái đất thì có một người Trung Quốc. Nhưng họ chỉ có 7% lượng nước ngọt toàn cầu mà thôi. Thậm chí các vùng đất ở khu vực phía Bắc Trung Quốc còn khan hiếm nước hơn cả vùng Trung Đông khô cằn. Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tiếp đối mặt với những cuộc khủng hoảng, bao gồm khủng hoảng bất động sản, khủng hoảng ngân hàng hay chính sách đối ngoại đối với Đài Loan. Những chủ đề này đã trở thành vấn đề nóng trên các phương tiện truyền thông, nên là người ta dễ dàng nghĩ rằng đó là những vấn đề quan trọng nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, giờ đây có một cuộc khủng hoảng chết người khác đang đe dọa quốc gia phương Đông này. Đó chính là khủng hoảng nước. Hậu quả của cuộc khủng hoảng nước tại Trung Quốc không chỉ tác động lớn đến nền kinh tế và đời sống dân sinh của Trung Quốc, mà nó còn có thể gây ra tình trạng thiếu lương thực và nguyên liệu công nghiệp toàn cầu trên quy mô thậm chí còn lớn hơn nhiều so với ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 và cuộc chiến ở Ukraine gây ra. Vậy tại sao cuộc khủng hoảng nước tại Trung Quốc lại có tác động khủng khiếp đến như vậy? Nguyên nhân, hậu quả của nó đối với chúng ta là gì? Hãy cùng Tri Thức Mới khám phá trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật nhiều những thông tin bổ ích từ chúng tôi. Tài nguyên thiên nhiên luôn là yếu tố quan trọng đối với sức mạnh kinh tế quốc gia và góp phần không nhỏ vào sự trỗi dậy của Trung Quốc trong thời gian qua. Tuy nhiên thì sự phong phú và đa dạng tự nhiên của Trung Quốc giờ đây đã là dĩ vãng, đặc biệt là tài nguyên nước. Không giống như các loại vật chất khác, không có bất kỳ chất nào có thể thay thế nước. Ngày nay, bình quân mỗi ngày Trung Quốc tiêu thụ một lượng nước kỷ lục vào khoảng 10 tỷ thùng. Tuy nhiên, trải qua 4 thập niên tăng trưởng kinh tế bùng nổ, cộng với các chính sách an ninh lương thực tự cung tự cấp ở quy mô quốc gia đã đẩy hệ thống nước ở nhiều nơi trên đất Trung Quốc, nhất là ở khu vực miền Bắc vượt quá mức bền vững và đang đe dọa tương tự đến hệ thống nước ở khu vực miền Nam. Do tầm quan trọng vượt trội của đất nước này đối với kinh tế toàn cầu, những gián đoạn tiềm tàng do nước gây ra bắt đầu ở Trung Quốc sẽ nhanh chóng tác động đến các thị trường nguyên liệu và năng lượng thực phẩm trên toàn thế giới và tạo ra bất ổn kinh tế và chính trị trong nhiều năm tới. Vì vậy, ngay cả bạn đang ở Hoa Kỳ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở Trung Quốc. Vậy cuộc khủng hoảng nước của Trung Quốc là do nguyên nhân nào đây? Thứ nhất là do sự phân bố nước không đồng đều. Do vị trí địa lý rộng lớn và đa dạng, Trung Quốc có nhiều địa hình và vùng khí hậu. Trong khi miền Nam và miền Đông có lượng mưa dồi dào, thì khu vực phía Bắc và phía Tây lại nhận được ít mưa hơn. Hình thái thời tiết này dẫn đến những tác động đáng tiếc và trái ngược nhau khi một số tỉnh phải chống chọi với lũ lụt, trong khi các tỉnh khác lại oằn mình trong khô hạn. Hiện nay, miền Bắc Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước cực kỳ nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nhiều vùng tại Trung Quốc phải đối mặt với các đợt nắng nóng nghiêm trọng qua các năm. Mùa hè năm 2022 được coi là mùa hè nóng kỷ lục của Trung Quốc trong suốt 6 thập niên qua. Ngày 18 tháng 8 năm 2022, chính quyền Trung Quốc đã phải ban hành cảnh báo vàng quốc gia về hạn hán. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo hạn hán 4 cấp theo màu sắc, trong đó nghiêm trọng nhất là màu đỏ, đến cam, vàng và xanh dương. Đợt nắng nóng này ảnh hưởng lớn nhất đến một khu vực rộng lớn ở lưu vực sông Dương Tử, trải dài từ ven biển Thượng Hải đến tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây nam Trung Quốc. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày 25 tháng 8 năm 2022 cho biết hầu hết quận huyện tại Trùng Khánh ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C, trong đó nhiệt độ tại quận Bắc Bội ở mức kỷ lục 45 độ C. Nguyên nhân thứ hai là chất lượng nguồn nước không đảm bảo và bị ô nhiễm. Một phần đáng kể nguồn cung cấp nước của Trung Quốc không phù hợp cho nhu cầu tiêu dùng của con người. Theo một phân tích từ năm 2018 về nước bề mặt của Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc, thì 19% được phân loại là không phù hợp cho tiêu dùng của con người và khoảng 7% không phù hợp cho bất kỳ mục đích sử dụng nào vì đã bị ô nhiễm. Trong đó, ô nhiễm nước ngầm còn diễn ra tồi tệ hơn. Cải thiện nước ngầm khó hơn nhiều so với xử lý nước mặt và có thể sẽ vẫn là thách thức lâu dài đối với Trung Quốc. Chất lượng nước ngầm vốn rất quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung cấp nước trong thời kỳ hạn hán, nhưng mà 30% lượng nước ngầm của Trung Quốc được coi là không phù hợp cho con người sử dụng và 16% được coi là không phù hợp cho bất kỳ mục đích sử dụng nào. Quá ghê gớm! Bên cạnh đó, các hóa chất nông nghiệp và công nghiệp tiếp tục làm ô nhiễm nguồn nước ngầm, tạo tiền đề cho khả năng nguồn cung cấp nước bị suy giảm thêm trong nhiều thập niên. Dữ liệu từ Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc cho thấy Trung Quốc sử dụng lượng phân bón gấp gần 2,5 lần và lượng thuốc trừ sâu gấp 4 lần so với Hoa Kỳ, mặc dù có ít đất canh tác hơn tới 25%.
Theo các nhà nghiên cứu từ các trường đại học lớn của Mỹ và Trung Quốc cho thấy, Trung Quốc là nước tiêu dùng hóa chất nông nghiệp lớn nhất thế giới và chính sách di cư có thể giúp giải thích tại sao nước này sử dụng hơn 30% lượng phân bón và thuốc trừ sâu trên thế giới, trong khi diện tích đất canh tác chỉ chiếm 9% so với diện tích đất canh tác của thế giới. Đây có thể là nguyên nhân chính gây ô nhiễm lòng đất và các hồ chứa ngầm. Ngoại giới cho rằng, nhiều thập niên chính quyền Bắc Kinh đã che giấu toàn bộ các vấn đề môi trường của Trung Quốc nhằm hạn chế phản ứng dữ dội tiềm ẩn trong công chúng và tránh né các câu hỏi liên quan đến năng lực quản lý về các vấn đề này. Thành 1. Điều tồi tệ hơn là chúng tràn từ biên giới Trung Quốc ra toàn thế giới. Ngoài ra, sự biến đổi khí hậu nhanh chóng gây ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn cung nước của Trung Quốc. Các nhà khoa học cho rằng, sự biến đổi khí hậu mà hầu hết do con người gây ra đang rút ngắn mùa mưa ở Trung Quốc và làm tan chảy các sông băng quan trọng, cung cấp nước cho sông Hoàng Hà. Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử đã giảm khoảng 45% so với mức trung bình trong những năm gần đây. Những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng nước. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đây là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và cũng là lĩnh vực thường xuyên phải chịu hy sinh trong cuộc chiến ưu tiên sử dụng nước ở Trung Quốc so với các lĩnh vực khác. Dữ liệu chính quyền địa phương cho biết lượng mưa ở Trùng Khánh năm 2022 giảm 60% so với quy chuẩn theo mùa và đất nông nghiệp ở một số huyện đã bị thiếu độ ẩm trầm trọng. Chỉ riêng nhiệt độ cao trong tháng 7 cùng năm cũng đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 2,73 tỷ nhân dân tệ, tương đương 400 triệu đô la Mỹ và ảnh hưởng tới 5,5 triệu người, cũng như là 457.500 hectare đất. Vấn đề đầu tiên và rõ ràng nhất có thể phải đối mặt là sẽ xảy ra khủng hoảng lương thực nếu thiếu tài nguyên nước. Nhìn vào lịch sử Trung Quốc, chúng ta thấy nạn đói do hạn hán đã góp phần lật đổ ít nhất 5 trong số 17 triều đại của nước này. Nguyên nhân được cho là do nạn đói và tình trạng thiếu lương thực đã loại bỏ bất kỳ yếu tố ức chế nào mà mọi người có thể nhận thức đầy đủ về điều này. Chính quyền Trung Quốc đã nhấn mạnh đến việc tối đa hóa sản xuất ngũ cốc để đảm bảo an ninh lương thực, dẫn đến các chính sách mà chính phủ khuyến khích nông dân tối đa hóa sản xuất ngô, lúa mì để đạt được mục tiêu mức độ tự cung tự cấp. Vấn đề là để duy trì các vụ thu hoạch này, các trang trại ở nông thôn và thành phố đang bơm nước nhanh hơn tốc độ tự nhiên có thể bổ sung. Dữ liệu vệ tinh cho thấy trong các năm từ 2003 đến 2010, miền Bắc Trung Quốc đã mất đi một lượng nước ngầm tương đương hơn gấp đôi lượng mà Bắc Kinh tiêu thụ. Nhiều nông dân đang phải vật lộn để tìm tài nguyên mới. Đó là chưa kể đến nguồn nước ngầm ở Trung Quốc bị ô nhiễm và không phù hợp cho bất kỳ hoạt động nào. Tình trạng khan hiếm nước ngày càng nghiêm trọng có thể làm cho vùng đồng bằng Hoa Bắc màu mỡ, nơi cung cấp một lượng ngũ cốc lớn cho đất nước và phục vụ hoạt động xuất khẩu, bị mất mùa và khiến Trung Quốc rơi vào một cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng. Việc này sẽ tạo ra cú sốc lớn không chỉ đối với thị trường Trung Quốc mà cả thị trường thế giới, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm triệu người ở khu vực châu Mỹ Latin, Trung Đông, Bắc Phi và châu Á. Thống kê cho thấy nếu Bình Nguyên Hoa Bắc bị mất 33% mùa màng do thiếu nước thì Trung Quốc có thể sẽ cần phải bù đắp bằng cách nhập khẩu khoảng 20% lượng ngô và 13% lượng lúa mì được giao dịch trên thị trường quốc tế. Nếu hạn hán làm giảm sản lượng lúa ở miền Nam Trung Quốc hoặc Hắc Long Giang ở vùng Đông Bắc màu mỡ của Trung Quốc, điều đó có thể tạo ra những cú sốc thị trường, thậm chí còn lớn hơn do thị phần tiêu thụ gạo của Trung Quốc không cân xứng. Tất cả ba loại ngũ cốc chính đều quan trọng đối với hàng trăm triệu người tiêu dùng có thu nhập thấp trên toàn thế giới. Trong đó ngô là lương thực chính ở Mỹ Latin, lúa mì quan trọng ở Trung Đông và Bắc Phi, trong khi gạo thiết yếu trên khắp châu Á. Trung Quốc hiện đang phải duy trì kho dự trữ ngũ cốc chiến lược, tương tự như kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn không tránh khỏi tình trạng thiếu hụt năng suất trong nhiều năm. Nếu khủng hoảng nước và khô hạn kéo dài, một kịch bản như vậy có thể sẽ buộc các nhà kinh doanh thực phẩm Trung Quốc phải khẩn trương thâm nhập thị trường toàn cầu. Khi họ hành động như vậy, giá lương thực có thể sẽ tăng đột biến ở các nước có thu nhập cao, đồng thời khiến hàng trăm triệu người ở các nước nghèo không thể tiếp cận được các mặt hàng thực phẩm quan trọng, dẫn đến nguy cơ nạn đói lan rộng và một cuộc chiến tranh về giá lương thực. Cuộc khủng hoảng nước của Trung Quốc đã vượt xa lĩnh vực nông nghiệp. Ngành năng lượng của nước này lớn nhất thế giới cũng phải đối mặt với những rủi ro đáng kể, cũng vì nước gây ra. Bất chấp những khoản đầu tư lớn vào năng lượng tái tạo, gần 90% nguồn cung cấp điện của Trung Quốc vẫn cần nguồn nước dồi dào, đặc biệt nhất là thủy điện.
Thậm chí cả sản xuất điện hạt nhân vẫn cần nguồn cung cấp nước lớn và ổn định cho bình ngưng hơi nước và làm mát lõi lò phản ứng cũng như thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Điều đáng lưu ý là tất cả các lò phản ứng điện của Trung Quốc hiện đang vận hành hoặc đang được xây dựng đều được bố trí ở gần bờ biển và có thể sử dụng nước biển để làm mát. Báo động hạn hán còn khiến các tỉnh thành Trung Quốc phải hứng chịu một số đợt cắt điện tồi tệ nhất đất nước. Các thành phố chìm trong bóng tối kéo dài hàng giờ. Tại Thượng Hải, ánh sáng đèn đường dọc theo bờ sông Hoàng Phố nổi tiếng cũng tắt ngấm. Cuộc khủng hoảng thiếu điện ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc, buộc một số nhà cung cấp cho các công ty như là Tesla phải tạm dừng hoạt động. Mất điện cũng khiến các nhà sản xuất lithium và những nguyên liệu thô quan trọng trong ngành công nghiệp điện tử và quang điện mặt trời phải tạm ngừng sản xuất. Nếu Trung Quốc mất 15% sản lượng thủy điện trong một năm vì thiếu nước, họ sẽ phải bù đắp bằng nguồn điện khác. Hiện nay chỉ có các nhà máy nhiệt điện than mới có khả năng bù đắp sự thiếu hụt này. Việc này khiến Trung Quốc phải tăng cường sản xuất nhiệt điện, từ đó gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng thêm. Cuộc khủng hoảng nước của Trung Quốc cũng sẽ ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu. Các nhà phân tích đánh giá, các chuỗi cung ứng toàn cầu ngày nay đang không được chuẩn bị cho một đợt hạn hán ở Trung Quốc. Và nó có thể làm gián đoạn các mô hình buôn bán ngũ cốc và sản xuất nguyên liệu công nghiệp chính trên nhiều châu lục. Trung Quốc là nước sản xuất nhôm, ferrosilicon, chì, mangan, magie, kẽm lớn nhất thế giới và hầu hết các kim loại đất hiếm cũng như nhiều kim loại và vật liệu đặc biệt khác. Sự thiếu hụt điện năng của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng toàn cầu vì các cơ sở công nghiệp chiếm hơn 65% lượng điện sử dụng ở Trung Quốc. Một thực tế mà các nhà sản xuất ô tô châu Âu đã phát hiện ra vào cuối năm 2021 khi tình trạng thiếu điện đã hạn chế hoạt động của nhà máy luyện magie ở tỉnh Sơn Tây, nơi cung cấp khoảng 50% sản lượng toàn cầu. Khi lượng magie tồn kho giảm mạnh, giá tăng gấp 7 lần so với mức bình thường và người tiêu dùng công nghiệp châu Âu đã phải kêu gọi chính phủ hành động nhằm bảo đảm nguồn cung. Thưa quý vị, nhận thức được tính cấp thiết của cuộc khủng hoảng nước, ngay từ năm 2003, chính phủ Trung Quốc đã khởi động dự án chuyển nước Nam Bắc trị giá 60 tỷ đô. Theo đó, nước từ các nhánh sông Dương Tử được lấy để bổ sung cho miền Bắc khô hạn. Tuy nhiên, việc chuyển nước không giải quyết được vấn đề khan hiếm hoàn toàn, cũng không ngăn được miền Nam chống chọi với hạn hán, cũng như là không giúp bổ sung thực sự nguồn nước dự trữ của miền Bắc. Ngoài ra, để tăng lượng nước mưa và đôi khi phục vụ các dịp đặc biệt như là Thế vận hội, các lễ kỷ niệm lớn, Trung Quốc cũng gieo mưa nhân tạo, di rời ngành công nghiệp nặng ra khỏi các khu vực căng thẳng với nước và đầu tư ồ ạt vào cơ sở hạ tầng quản lý nước. Vào tháng 4 năm 2022, một quan chức Bộ Tài nguyên ước tính khoản đầu tư hàng năm vào các dự án liên quan đến nước có thể đạt 100 tỷ đô la. Điều này cho thấy nỗ lực đang thực hiện để cố gắng giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, con đường tiềm năng của Trung Quốc để thoát khỏi tình trạng khó khăn này bị ràng buộc bởi thực tế kinh tế, vật chất và môi trường chính trị khắc nghiệt ở đất nước này. Khi mà Trung Quốc tiếp tục khai thác quá mức nguồn nước ngầm trong bối cảnh thời tiết ngày càng biến động mạnh, mỗi năm nước này lại tiến gần đến một sự kiện thảm khốc về nước hơn. Hơn nữa, với vai trò là một nền kinh tế quan trọng trên thế giới, những gián đoạn tiềm ẩn do cuộc khủng hoảng nước ở quốc gia này sẽ nhanh chóng gây ảnh hưởng thông qua các thị trường thực phẩm, năng lượng và nguyên liệu trên toàn cầu và gây ra tình trạng bất ổn kinh tế và chính trị trong nhiều năm tới. Vâng, quý vị nghĩ gì về tình trạng khủng hoảng nước của Trung Quốc trong những năm tới? Liệu kịch bản tồi tệ nào sẽ còn xảy ra với đất nước khổng lồ này? Xin hãy để lại đôi lời bình luận ở bên dưới để tương tác liên tục cùng ekip chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, theo như báo cáo từ các chuyên gia lương thực hàng đầu thế giới, thì hiện có hơn 345 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói và mất an ninh lương thực ở mức độ cao vào năm 2023. Con số này dự liệu có thể còn tồi tệ hơn nữa vào những năm tới, khi mà thiên tai, hạn hán, lũ lụt cùng các cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang không ngừng diễn ra trên khắp toàn cầu. Đó là còn chưa kể tới tình trạng lạm phát ngày càng gia tăng, các sản phẩm thiết yếu phục vụ cho phát triển nông nghiệp thì ngày càng khan hiếm và đắt đỏ. Tất cả những dấu hiệu trên đã khiến cho người ta quan ngại về nguy cơ của một nạn đói và khủng hoảng lương thực sẽ diễn ra trên phạm vi thế giới. Quả đúng là thế gian khủng hoảng toàn cầu, cạn nguồn lương thực, thiếu dầu, thiếu ga. Trong khi nạn đói xảy ra, thiên tai dịch bệnh can qua vẫn còn. Vậy tại sao thế giới lại đang đói hơn bao giờ hết? Những nguy cơ nào đang đe dọa trực tiếp tới nguồn an ninh lương thực của chúng ta? Những quốc gia hoặc nhóm người nào đang và sẽ có nguy cơ phải đối diện trực tiếp với nạn đói? Ngay sau đây,
Mong quý vị đừng ngần ngại bấm theo dõi kênh YouTube Tri Thức Mới của chúng tôi để duy trì kết nối và đồng hành với Lê Minh để cùng làm sáng tỏ về chủ đề này nhé. Như trên đã nói, những cú sốc về kinh tế tài chính, đại dịch bệnh, khí hậu cực đoan, chiến tranh xung đột và giá phân bón tăng vọt, v.v. đang kết hợp lại để tạo ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với quy mô chưa từng có. Chương trình Lương thực Thế giới WFP ước tính rằng có hơn 345 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ cao vào năm 2023. Con số này cao hơn gấp đôi so với năm 2020. Tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến 29,6% dân số toàn cầu, tức là khoảng 2,4 tỷ người vào năm 2022. Trong đó, 11,3% dân số thế giới lâm vào tình trạng bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng, hơn 3,1 tỷ người trên toàn thế giới, tức là khoảng 42% dân số thế giới, đã không đủ khả năng chi trả cho chế độ ăn uống lành mạnh vào năm 2021. Con số này nhiều hơn 134 triệu người so với năm 2019. WFP đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Số lượng người đói cực độ tiếp tục tăng với tốc độ khó có khả năng tài trợ kịp, trong khi chi phí cung cấp hỗ trợ lương thực đang ở mức cao nhất mọi thời đại do giá lương thực và nhiên liệu tăng cao. Tại sao thế giới lại đói hơn bao giờ hết? Các cuộc xung đột tại Nga, Ukraine và nhiều khu vực khác đã buộc các gia đình phải rời bỏ nhà cửa, nông trại. Nó phá hủy nền kinh tế, hủy hoại cơ sở hạ tầng và khiến thực phẩm gần như không thể tìm thấy hoặc không thể mua được. Khi bạo lực nổ ra, nó cũng sẽ tạo ra những hậu quả nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế tài chính khác. Cơ sở hạ tầng bị phá hủy, ngừng nhập khẩu, tỷ lệ lạm phát tăng, đồng tiền mất giá, đường xá bị cắt đứt và mất việc làm. Tất cả những điều này khiến nhiều người không thể tìm đủ thức ăn. Ở đâu có xung đột, ở đó có nạn đói. Và ở đâu có đói nghèo, ở đó thường có xung đột. Theo WFP, có 70% người đói trên thế giới sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và bạo lực. Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và thường xuyên hơn đang phá hủy đất đai, gia súc và mùa màng, khiến nạn đói toàn cầu gia tăng nhanh chóng. Những quốc gia chịu tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu thường là nơi có số lượng lớn người tị nạn và di cư tăng nhanh. Những cú sốc khí hậu hủy hoại cuộc sống, mùa màng và sinh kế, đồng thời làm suy yếu khả năng tự nuôi sống bản thân của người dân. Một biểu hiện tiêu cực khác là giá phân bón toàn cầu thậm chí còn tăng nhanh hơn giá lương thực, vốn vẫn ở mức cao nhất trong 10 năm. Những tác động của cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm giá khí đốt tự nhiên cao hơn, đã làm gián đoạn hơn nữa việc sản xuất và xuất khẩu phân bón toàn cầu, làm giảm nguồn cung, tăng giá và đe dọa giảm các vụ thu hoạch mùa màng. Giá phân bón cao có thể biến cuộc khủng hoảng lương thực cục bộ hiện nay thành cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, với sản lượng ngô, gạo, đậu tương và lúa mì đều giảm vào các năm tới. Quá trình đô thị hóa diễn ra trên khắp thế giới cũng khiến cho diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Nhiều người nông dân bị mất đi tài nguyên và tư liệu sản xuất. Họ gián tiếp trở thành nạn nhân của sự biến động xã hội. Cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đã trở nên tồi tệ hơn một phần do ngày càng nhiều quốc gia áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại lương thực với mục tiêu tăng nguồn cung trong nước và giảm giá. Tính đến ngày 5 tháng 6, 2023, 20 quốc gia đã thực hiện 27 lệnh cấm xuất khẩu thực phẩm và 10 quốc gia đã thực hiện 14 biện pháp hạn chế xuất khẩu. Nga đang sử dụng lương thực như một vũ khí đẩy giá toàn cầu lên cao. Ngày 17 tháng 7, gần một năm sau khi thỏa thuận được ký kết tại Istanbul, Nga đã quyết định không gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen. Điều này khiến cho Ukraine không thể tiếp tục xuất khẩu hàng nông sản ra thị trường toàn cầu trong thời kỳ chiến tranh. Trước cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, Ukraine là nước cung cấp lương thực toàn cầu quan trọng. 1/5 lượng lúa mạch của thế giới cũng như 1/6 ngô và 1/8 lúa mì đến từ Ukraine. Sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, họ tấn công các cánh đồng ngũ cốc và hầm chứa lương thực, cũng như phong tỏa các cảng của Ukraine. Giá lương thực toàn cầu lập tức tăng vọt lên mức kỷ lục và gây nguy hiểm trong nguồn cung lương thực rất cần thiết cho nhiều nước nhập khẩu. Đối diện với khó khăn trên, sáng kiến ngũ cốc biển đen hiện đang cố gắng thiết lập một tuyến đường quan trọng cho xuất khẩu nông sản từ Ukraine và giảm giá lương thực toàn cầu. Năm 2023, 80% lượng lúa mì bán ra bởi Ukraine đã được dùng để hỗ trợ các hoạt động nhân đạo ở các quốc gia mất an ninh lương thực nhất
như là Afghanistan, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan và Yemen thông qua WFP. Quyết định của Nga được đưa ra bất chấp các đề xuất mới của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhằm giải quyết các mối quan ngại của nước này. Ông Putin đã sử dụng thực phẩm như một loại vũ khí nhằm gia tăng sức ép lên Ukraine và gây nguy hiểm cho nguồn cung cấp lương thực toàn cầu. Vài giờ sau khi rút quân, Nga đã bắt đầu phá hủy các cơ sở lưu trữ ngũ cốc và cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine bằng các cái cuộc tấn công có mục tiêu hàng ngày, không chỉ ở Biển Đen mà còn cả ở sông Danube. Chiến tranh Nga-Ukraine sẽ đẩy nhiều triệu người đến vực thẳm của nạn đói vì những nguyên nhân sau. Nguồn cung phân bón từ Nga bị gián đoạn, thiếu nhiên liệu để sản xuất lương thực, thiếu phân bón cho cây trồng, cảng Biển Đen ngừng hoạt động, các cường quốc xuất khẩu lương thực hạn chế xuất khẩu lương thực, lạm phát giá lương thực toàn cầu, các quốc gia phụ thuộc vào lương thực nhập khẩu đã tăng cường tích trữ lương thực, khủng hoảng lương thực làm cho nạn đói và tình trạng bất ổn định chính trị trên thế giới trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Trong khi thế giới đang phải đối phó với nguồn cung lương thực bị gián đoạn và giá cả cao hơn, Nga hiện đang tiếp cận các quốc gia dễ bị tổn thương, đặc biệt là ở châu Phi, với các đề nghị song phương về các lô hàng ngũ cốc hạn chế. Đây là một chính sách yếm thế nhằm cố tình sử dụng lương thực như một loại vũ khí. Sự biến động giá lương thực gia tăng có thể kéo dài chừng nào Nga còn đặt nguồn cung lương thực toàn cầu vào tình trạng căng thẳng có chủ ý, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt toàn cầu, đặc biệt là đối với những người không có lương thực ở các nước phụ thuộc vào nhập khẩu. Liên Hợp Quốc buộc phải cắt giảm tài trợ do khủng hoảng tài chính. Liên Hợp Quốc nói rằng, một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng đang buộc tổ chức này phải cắt giảm lương thực và viện trợ cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Tổ chức toàn cầu này chỉ nhận được 5 tỷ USD trong số 20 tỷ USD cần thiết. Ít nhất 38 trong số 86 quốc gia nơi WFP hoạt động đã bị cắt giảm hoặc có kế hoạch sớm cắt giảm viện trợ, bao gồm Afghanistan, Syria, Yemen và vùng Tây Phi. Ông Carl Schall, phó giám đốc điều hành của WFP cho biết nhu cầu nhân đạo đã tăng vọt vào năm 2021 và 2022 do đại dịch Covid-19 và cuộc chiến ở Ukraine, cũng như những tác động toàn cầu của nó. Ông nói, những nhu cầu đó tiếp tục tăng lên, những động lực đó vẫn còn đó, nhưng nguồn tài trợ đang cạn kiệt. Vì vậy, chúng tôi đang thấy năm 2024 thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Khi được hỏi tại sao nguồn tài trợ đang cạn kiệt, ông Scott nói, hãy hỏi các nhà tài trợ. Nhưng rõ ràng là ngân sách viện trợ, ngân sách nhân đạo ở cả châu Âu và Hoa Kỳ không còn được như các năm 2021-2022. Ông này cho biết thêm. Ông Scott cho biết vào tháng 3, WFP buộc phải cắt giảm khẩu phần ăn từ 75% xuống 50% cho các cộng đồng ở Afghanistan đang đối mặt với nạn đói ở mức độ khẩn cấp. Và vào tháng 5, WFP buộc phải cắt giảm lương thực cho 8 triệu người, chiếm 66% dân số đang được hỗ trợ. Bây giờ, tổ chức này chỉ giúp được 5 triệu người. Ông Scott cho biết thêm, ở Syria, 5,5 triệu người sống dựa vào WFP để có lương thực đã cung cấp cho 50% khẩu phần ăn. Vào tháng 7, cơ quan này đã cắt giảm tất cả khẩu phần ăn cho 2,5 triệu người. Tại các vùng lãnh thổ của Palestine, WFP đã cắt giảm 20% hỗ trợ tiền mặt trong tháng 5 và tháng 6. Còn tại Yemen, ông nói, thâm hụt tài trợ khổng lồ sẽ buộc WFP phải cắt viện trợ cho 7 triệu người vào đầu tháng 8. Ông Scott cho biết, ở Tây Phi, nơi nạn đói trầm trọng đang gia tăng, hầu hết các quốc gia đang phải đối mặt với việc cắt giảm khẩu phần ăn trên diện rộng, đặc biệt là 7 nước có khủng hoảng lương thực lớn nhất của WFP, đó là Burkina Faso, Mali, Chad, Cộng hòa Trung Phi, Nigeria, Niger và Cameroon. Những điểm nóng của nạn đói. FAO và WFP cảnh báo rằng tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính khả năng sẽ còn tồn tại tồi tệ hơn nữa ở 18 điểm nóng về nạn đói, bao gồm tổng cộng 22 quốc gia. Afghanistan, Nigeria, Somalia, Nam Sudan và Yemen vẫn ở mức quan ngại nhất. Haiti, vùng Sahel bao gồm Burkina Faso và Mali và Sudan đã được nâng lên mức quan ngại cao nhất. Điều này là do di chuyển về người và hàng hóa bị hạn chế nghiêm trọng ở Haiti, cũng như ở Burkina Faso và Mali và sự bùng nổ xung đột gần đây ở Sudan. Pakistan, Cộng hòa Trung Phi, Ethiopia, Kenya
Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Ả Rập Syria là những điểm nóng rất đáng lo ngại và cảnh báo cũng được mở rộng tới Myanmar trong phiên bản này. Tất cả các điểm nóng này đều có nhiều người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính nghiêm trọng, khiến tính mạng của người dân bị đe dọa trong những tháng tới. Liban, El Salvador và Nicaragua đã được thêm vào danh sách các quốc gia có điểm nóng về nạn đói kể từ ấn bản tháng 9 năm 2022 của FAO và WFP. Malawi, Guatemala và Honduras vẫn là các quốc gia có nạn đói nghiêm trọng. Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong nạn đói: những người nghèo. Những người sống trong các cộng đồng nghèo khó thường không được tiếp cận với thực phẩm bổ dưỡng và sống trong môi trường không an toàn với nước bị ô nhiễm, vệ sinh kém và không được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ y tế và giáo dục. Tất cả những điều này đều góp phần gây ra nạn đói và suy dinh dưỡng. Trẻ em. Trong khi nhiều người đang sống trong cảnh nghèo khổ phải đối mặt với nạn đói, thì trẻ em dưới 5 tuổi đặc biệt dễ bị đói và dễ gây đến hậu quả thảm khốc. Khi trẻ đói, chúng sẽ khó phát triển, giảm khả năng học hỏi và thậm chí là không khỏe mạnh. Phụ nữ. Ở gần 2/3 số các quốc gia trên thế giới, phụ nữ dễ bị đói và mất an ninh lương thực hơn nam giới. Ở nhiều nơi, phụ nữ ăn ít nhất và ăn cuối cùng, mặc dù thực tế là 90% thời gian họ chịu trách nhiệm chuẩn bị và mua thực phẩm cho gia đình. Dữ liệu gần đây cho thấy có số lượng phụ nữ bị đói nhiều hơn nam giới là 150 triệu người năm 2021. Những người bị thiệt thòi nhất trong một cộng đồng, chẳng hạn như người già, phụ nữ, người di tản và người tị nạn, và những người khuyết tật có nhiều khả năng phải đối mặt với các rào cản đối với các dịch vụ, công việc, thu nhập và nguồn lực thiết yếu. Họ cũng có nhiều khả năng phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và bệnh tật, bao gồm cả suy dinh dưỡng. Những người sống trong các cuộc xung đột. Ước tính có khoảng 60% người đói trên thế giới sống ở các quốc gia đang có xung đột mạnh. Xung đột làm gián đoạn mùa màng, cản trở việc cung cấp viện trợ nhân đạo và buộc các gia đình phải rời bỏ nhà cửa của mình. Người tị nạn và người tản cư. Số người buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột, đói kém, ngược đãi và vi phạm nhân quyền đã đạt mức cao kỷ lục mới. Những người phải di tản, bao gồm cả người tị nạn, người xin tị nạn, người di tản trong nước, họ phải đối mặt với nguy cơ đói cao hơn. Quý vị và các bạn thân mến, tôi là Lê Minh và quý vị đang đồng hành cùng kênh thông tin tổng hợp mang tên Tri thức mới. Với mong muốn truyền tải thông tin trung thực, đem nhiều niềm vui và tri thức mới cùng thông điệp chính nghĩa đến với khán thính giả, chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có những phút giây thật thú vị và hài lòng sau khi theo dõi các chương trình của chúng tôi. Xin hãy để lại đôi lời bình luận ở bên dưới để tương tác liên tục cùng ekip chương trình. Còn bây giờ, Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại!